Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 142. Bắc thần tinh hồn vừa mới được chứng kiến Tiêu Phàm trong tay thời không thiên châu uy lực, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa thôi động, mặt đều dọa xanh. Tiêu Phàm thực lực hắn cũng không e ngại, nhưng là này pháp bảo là đáng sợ trình độ, nhưng hắn đều sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn thân làm phong thiên nhất tộc thiếu chủ một trong, trong tay pháp bảo tự nhiên cũng có không ít, nhưng là không có một kiện có thể cùng thời không thiên châu so sánh. Nhìn thấy Tiêu Phàm lần thứ hai giết đi lên, Bắc thần tinh hồn giờ phút này trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ, liền là trốn. Hắn muốn mau chóng thoát đi nơi đây, nếu không thật có khả năng bị một cái thần vương cảnh tiểu tử lưu lại. Thân làm phong thiên nhất tộc thiếu chủ, đường đường đại đế cảnh cường giả, giờ phút này lại bị một cái thần vương cảnh tu sĩ dồn đến tuyệt lộ, Bắc thần tinh hồn trong lòng phiền muộn muốn chết. Đồng dạng, đây cũng là hắn vô cùng sỉ nhục. Nhưng hắn lại không thể không trốn, căn bản không dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong. Tiểu tử, bản công tử nhớ kỹ ngươi. Bắc thần tinh hồn gầm thét một tiếng, nhanh chóng hướng về hư vô chỗ sâu bỏ chạy mà đi. Không thể không nói, giờ phút này hắn đại đế cảnh thực lực hoàn toàn hiển lộ ra, nhất là chạy trốn tốc độ, nhưng Tiêu Phàm đều một trận kinh ngạc. Chớp mắt, Bắc thần tinh hồn liền không thấy bóng dáng, biến mất ở hắn trong tầm mắt. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch lên, cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Thậm chí, liền thân thể đều hơi hơi mềm nhũn, kém chút đứng không vững. Phu quân, lúc này, một đạo ôn nhu thanh âm vang lên, lại là Diệp Thi Vũ chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Phàm trước mặt, nắm lấy Tiêu Phàm cánh tay, phòng ngừa hắn rơi xuống dưới. Tiêu Phàm thâm tình nhìn Diệp Thi Vũ một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ngọc thủ. Tất cả tận ở trong không nói. Nơi xa, thần vô tâm nhìn thấy Tiêu Phàm trạng thái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng một vạn đầu tuấn mã lao nhanh, âm thầm cắn răng nói, hảo một cái Tiêu Phàm, vừa mới lại là hắn giả ra, đem phong thiên nhất tộc thiếu chủ hù chạy. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, đây chính là phong thiên nhất tộc thiếu chủ A, đại đế cảnh cường giả, lại bị hù chạy. Nếu như Bắc thần tinh hồn biết rõ, bản thân chỉ cần lại kiên trì một cái. Có lẽ liền có thể giết Tiêu Phàm, đoán chừng sẽ khí thổ huyết. Không thể không nói, Tiêu Phàm hiện tại trạng thái xác thực không phải rất tốt, thời không thiên châu uy lực xác thực đáng sợ, đủ để cho Tiêu Phàm vượt giai chiến đấu. Nhưng thôi động thời không thiên châu, cũng không phải đồng dạng khó khăn, cho dù Tiêu Phàm luyện hóa thời không thiên châu ba thành, có thể vừa mới thôi động thời khắc, vẫn như cũng nháy mắt hút hết hắn thể nội tất cả thần lực. Nhìn đến, về sau thi triển thời không thiên châu, vẫn là muốn chú ý một điểm, trừ phi hoàn toàn luyện hóa, nếu không rất có thể đem bản thân cho chơi phế đi. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới. Hắn thể nội nhanh chóng vận chuyển vô tận chiến điển, chung quanh xuất hiện từng khối cực phẩm thần thạch, vẻn vẹn chốc lát, hắn sắc mặt liền khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Thi Vũ, những năm này khổ ngươi. Tiêu Phàm nhu tình nhìn xem Diệp Thi Vũ, đem bản thân âu yếm nữ nhân ôm vào trong ngực. Vì phu quân, ta một chút cũng không cảm thấy khổ, chỉ cần phu quân không muốn cảm thấy ta cản trở liền tốt. Diệp Thi Vũ nhu tình cười nói. Coi như ngươi cản trở, ta cũng một dạng yêu thích. Tiêu Phàm chăm chú mà ôm lấy Diệp Thi Vũ, tựa như muốn đem nàng vò vào bản thân thân thể. Lương thật lâu lâu chưa từng tách rời, nơi xa Vân Phán Nhi trong mắt lóe qua vẻ khác thường thần sắc, nàng luôn cảm giác bản thân mất đi cái gì, nhưng bản thân lại không hề hay biết. Mà thần vô tâm cũng là kinh ngạc không thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Tiêu Phàm cũng có như thế nhu tình một mặt. Phu quân, Phán Nhi bọn họ còn đang nhìn đây. Sau nửa ngày, Diệp Thi Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng cùng một thông thấu quả táo dường như. Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ xấu hổ, phu thê vừa gặp, hắn cũng đã quên hết tất cả. Phán Nhi, Tiêu Phàm nắm Diệp Thi Vũ tay nhỏ đi tới Vân Phán Nhi bên người, khẽ mỉm cười nói. Vân Phán Nhi nhàn nhạt gật gật đầu, tựa như một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, không có bất cứ tia cảm tình nào, nói Tiêu Phàm, người cũng đã đột phá thần vương cảnh, chắc chắn cũng đã biết rõ bản thân thân phận. Thân phận, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, tựa như bản thân hết thảy đều bị Vân Phán Nhi nhìn thấu đồng dạng, trầm giọng nói, ngươi là nói Tu La tộc Tu La tử sao? Không sai, Vân Phán Nhi cũng không có để ý Tiêu Phàm thần sắc.
Đạm Mạc nói, chúng ta mạch này nhiệm vụ xem như hoàn thành, Tu La Tổ Giới, giao cho ngươi. Tu La Tổ Giới, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, trước mắt Vân Phán Nhi, cùng bản thân đã từng nhận biết nữ hài kia so sánh, cũng đã hoàn toàn thay đổi một người. Tiêu Phàm biết rõ, Vân Phán Nhi chiếm được thiên nhân tộc truyền thừa, liền đánh mất bản thân tình cảm, đừng nói là hắn, liền là Vân Khê đứng ở trước mặt nàng, đoán chừng cũng sẽ xem như người xa lạ. Đây không phải Tu La Tổ A, làm sao biến thành Tu La Tổ Giới? Thần Vô Tâm đột nhiên nghi ngờ nói. Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, Tu La Tổ cùng Tu La Tổ Giới, mặc dù chỉ có kém một chữ, có thể một chữ này kém, lại là sai lệch quá nhiều. Những cái này cũng đã không liên quan ta sự tình. Vân Phán Nhi ngữ khí lạnh lùng nói, cáo từ. Dứt lời, Vân Phán Nhi liền bỗng hướng về tinh không chỗ sâu bay đi, bất quá bay ra vài dặm sau đó. Nàng lại đột nhiên ngừng thân hình nói, người tốt nhất luyện hóa Tu La Tổ Giới, nếu không nó sớm muộn sẽ biến mất ở thiên địa. Thoại âm rơi xuống, Vân Phán Nhi đầu cũng không hồi rời đi, rất nhanh liền biến mất ở Tiêu Phàm bọn họ trong tầm mắt. Phu quân, Phán Nhi nàng, Diệp Thi Vũ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nàng muốn ngăn cản Vân Phán Nhi rời đi, có thể nàng biết rõ, bản thân ngăn cản căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thiên nhân tộc. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, trong mắt tóe bắn ra hai đạo tinh quang, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, âm thầm trầm ngâm nói, Lô Chiến tìm kiếm Cửu U địa vực cũng có hơn 10 năm, hẳn là cũng không phải không thu hoạch được gì a. Phu quân, Phán Nhi nàng chính là như vậy người, ngươi đừng sinh khí. Diệp Thi Vũ coi là Tiêu Phàm tức giận, vội vàng thay Vân Phán Nhi giải thích. Ta biết rõ, Tiêu Phàm hít sâu một cái, không suy nghĩ nữa Vân Phán Nhi sự tình. Nhu tình nhìn về phía Diệp Thi Vũ nói, Thi Vũ, ngươi là lúc nào tỉnh lại? 100 năm phía trước a, lúc ấy ta chuẩn bị ly khai đi tìm ngươi, bất quá Phán Nhi tìm được ta, để cho ta đợi thêm 100 năm. Diệp Thi Vũ suy nghĩ một chút nói, bắt đầu ta còn không biết vì cái gì, nhưng là hiện tại ta biết, nàng biết rõ ngươi sẽ tới tìm ta. 100 năm sau sự tình, nàng làm sao có thể biết rõ? Tiêu Phàm cười nói. Một bên Thần Vô Tâm hiển nhiên cũng không tin. Phu quân, người đừng không tin, Phán Nhi cảnh giới mặc dù còn không bằng ta, nhưng ta chưa chắc là nàng đối thủ, nàng tựa như có thể dự đoán được tương lai. Diệp Thi Vũ lắc lắc đầu nói. Vạn năm không gặp, nàng tính cách cũng thay đổi trầm ổn rất nhiều. Dự đoán tương lai, làm sao có thể, nếu như tương lai có thể đo, vậy chúng ta lại hà tất liều mạng tu luyện. Thần Vô Tâm rõ ràng không tin nói. Không tu luyện, nếu như đây chính là ngươi chú định tương lai đây, Tiêu Phàm thình lình nói ra. Thần Vô Tâm hơi hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nói gì, đúng vậy a, một phần vạn đây chính là bản thân tương lai đây. Chưa từng phát qua sự tình, ai lại biết rõ đây. Thì Vũ, mang ta đi chiến hồn đại lục nhìn một chút. Thật lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn xem phía dưới lam sắc tinh cầu nói. Ly khai chiến hồn đại lục 10 năm, có thể chiến hồn đại lục lại đã trải qua 1 vạn năm, Tiêu Phàm cũng muốn nhìn xem, chiến hồn đại lục bây giờ biến thành cái gì bộ dáng. Tốt, Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nói, bất quá, trước đó, ta còn có một kiện việc cần hoàn thành, phu quân chờ ta một cái. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thi Vũ lại thay đổi bộ dáng, tựa như năm đó Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy tiểu ma nữ đồng dạng, cũng chỉ có ở trước mặt Tiêu Phàm. Hắn mới lộ ra tiểu nữ nhân ngượng ngùng. Chỉ thấy Diệp Thi Vũ khoanh chân ngồi ở hư không bên trong, giống như không ăn khói lửa tiên tử, trán phóng thánh khiết bạch sắc quang hoa, toàn bộ hắc ám thiên vũ đều bị chiếu sáng rực lên. Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở bên người Diệp Thi Vũ, nhìn xem kia lời nói gương mặt non nớt, hắn hoàn toàn cảm giác không đến thời gian sói mòn. Loại cảm giác này, thật tốt, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn thần sắc. Một bên Thần Vô Tâm một mặt im lặng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn thực sự nghĩ không ra, cái này giết người không chớp mắt ma đầu, tại sao cũng có như thế nhu tình một mặt. Tiêu Phàm thủ đoạn, hắn cũng không phải 1-2 lần gặp được, chết ở trong tay hắn người vô số kể. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm liền tựa như nhà bên Nam Hải đồng dạng, trong mắt chỉ có trước mắt nữ nhân này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy... Thần Vô Tâm hoàn toàn sẽ không tin tưởng đây chính là ấn tượng của hắn bên trong Tiêu Phàm, này cũng làm cho hắn đối Diệp Thi Vũ lau mắt mà nhìn lên. Có thể làm cho một cái giết người ma đầu quỳ dưới gấu quần người,
nghĩ đến cũng không phải đơn giản nhân vật. Này nhất đẳng chính là mấy ngày, chiến hồn đại lục những người khác cũng đã tiến nhập chiến hồn đại lục bên trong, chỉ có Tiêu Phàm cùng thần vô tâm hai người vẫn ở chỗ cũ cho Diệp Thi Vũ hộ pháp. Đương nhiên, nếu như có thể ly khai, thần vô tâm là tuyệt đối không nguyện ý ở chỗ này làm một cái người trong suốt. Hô hô, từng đạo kêu to vang lên, giống như mấy quả lưu tinh xẹt qua hư không, đem tinh hà đều chiếu sáng vô cùng, chói mắt đến cực điểm. Đây là, thần vô tâm một mặt nghi hoặc nhìn phía xa động tĩnh. Khi hắn cảm nhận được cỗ kia cường hoành hư không ba động lúc, thần vô tâm lông mày nhíu lại, bản năng có loại muốn rời đi cảm giác. Tiêu Phàm trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn thị lực cực kỳ kinh người, cũng chính là bởi vì như thế, hắn nhìn rõ ràng nơi xa mấy đạo kia lưu quang là vật gì. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Đây là, phong thiên thạch bia, làm bốn đạo lưu quang đi tới gần lúc, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, rốt cục nhận ra kia lưu quang bên trong đồ vật là vật gì. Hắn não hải bên trong nháy mắt hồi tưởng lên lúc trước xâm nhập thiên địa lao ngục bên trong một màn, cùng huyết linh minh côn chiến đấu thời điểm, Tiêu Phàm liền xông vào phong thiên thạch bia phong ấn một chỗ không gian. Về sau giết chết huyết linh minh côn, hắn đã từng nghĩ tới mang theo phong này trời thạch bia ly khai, chỉ là hắn khổ vì không có biện pháp, cuối cùng không thể không từ bỏ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, phong này trời thạch bia, dĩ nhiên đã rơi vào Diệp Thi Vũ trong tay. Hơn nữa, phong thiên thạch bia cũng xa so với hắn tưởng tượng muốn thần bí rất nhiều, phía trên phát ra uy thế, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đều cảm thấy thấy lạnh cả người. Vật này không phải sư tôn thần vô tận lưu lại sao? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, càng nghĩ, hắn lại càng nghi hoặc, thần vô tận chỉ là thần vương cảnh tu vi mà thôi, làm sao có thể chế tạo ra như thế cường đại pháp bảo? Phong thiên nhất tộc, chẳng lẽ phong này trời thạch bia cùng phong thiên nhất tộc có quan hệ? Tiêu Phàm mãnh kinh, nháy mắt nghĩ tới cái gì? Phong thiên nhất tộc, Tiêu Phàm đã từng còn không quen tất, nhưng là tiến vào thái cổ thần giới nhiều năm như vậy, hắn cũng đã nhận được rất nhiều tin tức. Này phong thiên nhất tộc, cũng không phải Tu La Điện có thể đắc tội. Chí ít, bình thường thế lực là không thể nào bồi dưỡng được bắc thần tinh hồn như thế tuổi trẻ thiên tài. Phong thiên thạch bia càng ngày càng gần, chung quanh phồng lên lấy một cỗ cường đại năng lượng ba động. Tiêu Phàm cùng thần vô tâm hai người lui về sau mấy chục dặm, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng mà một khắc sau, nhưng hai người kinh giật mình là, Diệp Thi Vũ chậm rãi duỗi ra tay phải, bốn khối phong thiên thạch bia hóa thành bốn khối trong suốt sáng sủa ngọc bài rơi vào nàng ngọc thủ. Không đợi Tiêu Phàm hai người lấy lại tinh thần, Diệp Thi Vũ cũng đã đứng dậy, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, nắm lấy Tiêu Phàm cánh tay nói, phu quân, tốt. Đi. Về chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, hai người liền giống như khinh yến đồng dạng hướng về chiến hồn đại lục phương hướng bay đi, như là một đôi kim đồng ngọc nữ, rất nhanh liền chỉ còn lại hai đạo bóng lưng. Bị không để ý tới, thần vô tâm sắc mặt tái nhợt, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời toàn bộ đều thăm hỏi một lần. Nha, lão tử thiên tân vạn khổ bồi ngươi về chiến hồn đại lục, ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp đem ta trở thành một cái người trong suốt. Bất quá nghĩ đến mình cùng Tiêu Phàm giao dịch, hắn cũng đành phải nhịn, chỉ cần có thể gia nhập Bách Sát Các, mặt khác đều là việc nhỏ. Một lát sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở một tòa phồn hoa cường thịnh thành trì, nhìn xem bốn phía cũng đã thiên biến vạn hóa cảnh sắc, Tiêu Phàm không khỏi cảm khái. Thái cổ thần giới một năm, chiến hồn đại lục ngàn năm, hắn ly khai 10 năm, nơi này cũng đã đi qua lâu dài vạn năm. Tất cả, đều cùng vạn năm trước bất đồng. Linh hồn chi lực quét qua, chiến hồn đại lục tất cả tức khắc toàn bộ lạc ấn ở trong đầu hắn. So với thái cổ thần giới, chiến hồn đại lục thực sự quá nhỏ bất quá bây giờ chiến hồn đại lục, cũng đã nghênh đón một cái hoàng kim thịnh thế, chiến thần cảnh tu sĩ đều khắp nơi có thể thấy được, thậm chí thiên thần cảnh tu sĩ đều không ít, này khiến Tiêu Phàm 10 phần ngoài ý muốn. Phải biết, năm đó hắn ly khai trước đó. Thiên thần cảnh thế nhưng là phượng mao lân giác tồn tại, hiện tại mặc dù cũng không phải thiên thần cảnh đi đầy đất, nhưng là xa không phải năm đó có thể so sánh. Phu quân, người còn nhớ rõ nơi này sao? Diệp Thi Vũ chỉ cách đó không xa một chỗ tiểu viện nói. Thần Phong học viện, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, nháy mắt nhận ra nơi này.
hắn như thế nào có thể quên Thần Phong học viện đây? Nơi này có thể nói là hắn điểm xuất phát, nếu như không phải Quách Sĩ Thần năm đó đem hắn tuyển vào Thần Phong học viện, cũng liền sẽ không lấy được vô tận chi hỏa, có lẽ cũng sẽ không lấy được tu la truyền thừa cùng vô tận chiến điển. Hắn não hải bên trong không khỏi phù nhớ tới năm đó bốn cái thiếu niên thiếu nữ, về sau kết bái thành huynh muội mấy người. Không biết lão đại như thế nào, Tiêu Phàm trong lòng cảm khái nói, Lăng Phong đi theo Phượng Hoàng nhất tộc người ly khai, bây giờ bặt vô âm tín, nói không lo lắng đó là không có khả năng. Ta cả một đời may mắn nhất liền là gia nhập Thần Phong học viện. Diệp Thi Vũ mỉm cười, lộ ra hai cái răng mèo, tất cả giống như về tới hôm qua. Nếu như lão đại và bàn tử ở chỗ này, vậy liền tốt hơn. Tiêu Phàm nhu tình cười nói, đi, chúng ta vào xem một chút. Có lẽ, phu quân còn có thể nhìn thấy cố nhân a. Diệp Thi Vũ cười thần bí. Cố nhân, Tiêu Phàm nghi hoặc, thái cổ thần giới mặc dù chỉ trải qua 10 năm, có thể chiến hồn đại lục lại đi qua một vạn năm, còn có thể có cái gì cố nhân không? Bất chi bất giác, hai người cũng đã đi tới tiểu viện cửa ra vào. Bất quá lại bị hai cái trông coi tiểu viện tu sĩ ngăn lại, hai vị, mời ngừng bước. Phu quân, không nghĩ đến còn có người dám cản ngươi. Nhìn thấy bản thân hai người bị ngăn lại, Diệp Thi Vũ trêu ghẹo cười nói. Tiêu Phàm là người nào, đây chính là vạn năm trước danh dương chiến hồn đại lục tuyệt thế ngoan nhân a, nếu như không phải hắn, chiến hồn đại lục có lẽ đã sớm không tồn tại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù Tiêu Phàm rời đi, có thể chiến hồn đại lục vẫn như cũ còn có Tiêu Phàm truyền thuyết. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên còn có người dám ngăn lại Tiêu Phàm đường đi. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng, bản thân đối với chiến hồn đại lục tới nói, chung quy là vạn năm trước nhân vật, lại có mấy người còn nhận biết bản thân đây. Đừng nói những người này, liền là lúc trước Tu La Điện lưu lại một chút tu sĩ, cũng chưa hẳn nhận được hắn Tiêu Phàm. Thì Vũ, Tu La Điện còn tại không? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi, căn bản không có để ý tới trước mắt hai cái thủ vệ vô lễ. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, hai cái này thủ vệ, lại là chiến thần cảnh tu vi, dùng chiến thần cảnh đến xem cửa, chẳng lẽ chiến hồn đại lục cũng đã như thế cường đại sao? Diệp Thi Vũ còn không có mở miệng, hai cái kia thủ vệ tức khắc một mặt xem thường nhìn xem Tiêu Phàm, trong đó một người âm thanh lạnh lùng nói, các hạ liền Tu La Điện đều không biết rõ. Còn muốn tiến vào Thần Phong học viện thánh địa. Làm sao, Tu La Điện rất lợi hại sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem hai người nói. Phu quân, Tu La Điện bây giờ thế nhưng là chiến hồn đại lục đệ nhất thế lực a. Diệp Thi Vũ khanh khách một tiếng nói. Lời này vừa nói ra, hai cái kia thủ vệ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm khinh bỉ, bất quá trên mặt lại là có một tia này vẻ ngạo nhiên. Trong đó một cái thủ vệ nói, chúng ta đều là Tu La Điện người, các ngươi là Tu La Điện. Tiêu Phàm yên lặng. Vạn năm không gặp, Tu La Điện cũng đã cường đại đến tình trạng như thế sao, liền chiến thần cảnh đều dùng để giữ cửa. Chúng ta chính là Tu La Điện đệ nhất Diêm La Điện người. Hai cái hộ vệ hết lồng ngực, trên mặt đều là ngạo nghệ ý, này khiến Tiêu Phàm mười phần im lặng. Tiêu Phàm thật đúng là không tốt cùng hai người sinh khí. Đành phải hỏi, vậy các ngươi có thể nhận biết Tu La Điện điện chủ? Liên điểm này thường thức đều không biết rõ. Trong đó một cái hộ vệ khinh bỉ nói, Tu La Điện điện chủ mãi mãi cũng chỉ có một cái, kia chính là Tiêu Phàm điện chủ. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức, Tiêu Phàm điện chủ đã sớm phi thăng. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sờ lỗ mũi một cái, thấp giọng nói, không nghĩ đến ca không ở giang hồ còn có ca truyền thuyết. Đẹp ngươi, Diệp Thi Vũ hờn dỗi chừng Tiêu Phàm một cái. Hai vị cứ tùy tiện, nơi này không thích hợp lưu lại, xem ở các ngươi vô tri phân thượng, không cùng các ngươi so đo. Một cái hộ vệ khoát tay một cái nói. Tất nhiên Tiêu Điện chủ không ở, vậy bây giờ Tu La Điện là ai quản sự, nhường hắn đi ra gặp ta. Tiêu Phàm căn bản không có ly khai ý tứ. Phó Điện chủ há lại ngươi nghĩ gặp liền gặp, một cái khác hộ vệ nhíu mày, nếu ngươi không đi. Cũng đừng quái chúng ta không khách khí. Hai người trong lòng cười lạnh không thôi, muốn gặp Phó Điện Chủ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? A, Phó Điện Chủ gọi cái gì? Tiêu Phàm cũng không tức giận, trong lòng càng thêm tò mò. Năm đó hắn vội vàng phía dưới, chỉ dẫn theo Tu La Điện tinh anh ly khai,
lưu lại một chút thấp giai tu vi tu la điện tu sĩ, nguyên bản hắn cũng là mặc cho chiến hồn đại lục phát triển ý tứ. Nhưng hắn không nghĩ đến, chiến hồn đại lục vạn năm đi qua, tu la điện còn tồn tại, hơn nữa như thế cường đại. Tu la điện phó điện chủ, ngươi biết, hơn nữa cùng ngươi còn có quan hệ máu mủ. Diệp Thi Vũ lại nói ra, ta biết sao, Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi. Hắn não hải bên trong lóe qua một chút hình ảnh, ở trong ấn tượng của hắn, cùng hắn có quan hệ máu mủ đơn giản là hắn mẫu thân Sở Lăng Vi, muội muội Sở Linh Nhi cùng gia gia Tiêu Hạo Thiên cùng Tiêu gia đám người. Nhưng hắn nhớ kỹ, Tiêu gia đại bộ phận người đều bị hắn mang theo rời đi, còn có ai cùng bản thân có quan hệ máu mủ đây? Chẳng lẽ là, Tiêu Phàm đầu nhất chuyển, đột nhiên nhớ tới một đạo bóng người. Chỉ các ngươi còn nhận biết Tiêu phó điện chủ. Hai cái thủ vệ khinh thường thanh âm tiếp tục vang lên, ở bọn họ nhìn đến, phó điện chủ thế nhưng là cao cao tại thượng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật, trước mắt hai người làm sao có thể nhận biết đây. Tiêu Phàm cũng không tức giận, hoặc có lẽ là, trong mắt hắn căn bản liền không có hai cái này hộ vệ, mà là nhìn về phía Diệp Thi Vũ nói, Tiêu phó điện chủ, chẳng lẽ là nhị ca. Tiêu Phàm trong miệng nhị ca, tự nhiên liền là Tiêu Hàn. Đã từng nhu nhược bản thân. Chính là Tiêu gia đệ tử tất cả mọi người trong mắt phế vật, chỉ có Tiêu Hàn, từ đầu đến cuối đều đem bản thân làm huynh đệ đối đãi. Về sau Tiêu Phàm cũng một mực trợ giúp bản thân nhị ca Tiêu Hàn, thậm chí khi hắn chuẩn bị ly khai chiến hồn đại lục thời điểm, cũng đều không có quên hắn. Bất quá Tiêu Hàn lại không có lựa chọn ly khai, mà là một mình lưu lại, Tiêu gia những người khác, ở Tiêu Hạo Thiên dẫn đầu dưới đi theo Tiêu Phàm rời đi chiến hồn đại lục. Chỉ là vạn năm không gặp, Tiêu Hàn dĩ nhiên trở thành tu la điện phó điện chủ. Nếu là những người khác, Tiêu Phàm trong lòng có lẽ có chút khúc mắc, nhưng là Tiêu Hàn, Tiêu Phàm lại là không có hay nói, bởi vì Tiêu Hàn vốn chính là thế hệ này Tiêu gia gia chủ. Nhị ca, hai cái thủ vệ nghe được hai chữ này, mới vừa chuẩn bị cười lạnh, hai cái 20 tuổi thanh niên nam nữ, dĩ nhiên tự nhận là Tiêu phó điện chủ nhị ca. Bất quá, hai người còn chưa mở miệng, lại bỗng trợn to hai mắt, trước mắt này thanh niên dung mạo, bọn họ tựa như ở nơi nào gặp qua. Ngươi, 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 hai cái thủ vệ chỉ Tiêu Phàm, toàn thân đều đang run rẩy, không biết là sợ hãi, vẫn là kinh ngạc, hoặc là kích động. Hai người các ngươi rất không sai, Tiêu Phàm mỉm cười, trong nháy mắt một điểm, hai đạo lưu quang nháy mắt bắn vào hai người mi tâm. Hai cái thủ vệ kinh ngạc phát hiện. Bản thân não hải bên trong dĩ nhiên nhiều hai môn công pháp, hơn nữa đều là thiên thư cấp bậc. Thiên thư A, đây chính là thiên thần cảnh mới có thể tu luyện công pháp. Thuộc hạ bái kiến điện chủ, hai người cũng nháy mắt lấy lại tinh thần, quỳ một chân xuống đất, cung kính một xá nói, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. A, hiện tại nhận biết ta, Tiêu Phàm trêu ghẹo cười nói. Mời, mời điện chủ thứ tội, thuộc hạ chưa từng liên tưởng đến điện chủ thân phận. Điện chủ pho tượng, vạn năm đến một mực dựng thẳng đứng ở trong thần phong học viện. Trong đó một cái thủ vệ run rẩy mở miệng nói. Hắn tận lực nhường bản thân không muốn run rẩy, có thể vẫn như cũ cực kỳ không bình tĩnh. Phải biết, bọn họ điện chủ thế nhưng là biến mất vạn năm A, bây giờ lần nữa xuất hiện, để bọn hắn như thế nào không kinh ngạc đây. Pho tượng, Tiêu Phàm nghi hoặc, lập tức linh hồn chi lực quét qua, quả nhiên. Ở thần phong học viện quảng trường phía trên, đứng thẳng lấy một tòa trăm trượng cao pho tượng, giống như đúc, cùng 10 năm trước bản thân cơ hồ giống nhau như đúc. Bây giờ 10 năm trôi qua, Tiêu Phàm dung mạo vẫn như cũ, chỉ là con ngươi nhiều mấy phần tang thương. Tốt, các ngươi đứng lên đi, theo ta đi dạo một vòng thần phong học viện. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Là, điện chủ. Hai người vừa mừng vừa sợ, thân thể vẫn như cũ có chút run rẩy. Trong đó một người vội vàng nói, điện chủ, thuộc hạ liền mời viện trưởng đến. Cũng tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, Vân Phán Nhi lời nói còn quanh quẩn ở bên tai, muốn chiến hồn đại lục trường tồn xuống dưới, nhất định phải luyện hóa, đến lúc đó một dạng phải cả kinh bọn họ, còn không bằng đem bọn họ gọi tới nơi này. Thuộc hạ liền đi, trong đó một cái thủ vệ vội vàng cáo lui, điện chủ, mời đi theo ta, một cái khác thủ vệ cung kính nói. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ tay nắm tay đi vào thần phong học viện, năm đó cái này cỏ khô đều muốn đóng hơn người eo tiểu viện, bây giờ lại là quét dọn sạch sẽ, giống như một chỗ thánh địa, thần linh chi khí cũng là tràn đầy vô cùng.
thời gian trôi qua rất nhanh a. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái nói. Chiến hồn đại lục mặc dù quá khứ vạn năm, nhưng đối với người ta tới nói, lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp nói. Đúng vậy a, vạn năm đi qua, rất nhiều cố nhân đã qua đời. Tiêu Phàm hít khẩu khí. Sau lưng thủ vệ nghe được hai người lời nói, một trận kinh hãi, nhưng lại tất cung tất kính đứng ở một bên, không dám ngắt lời. Sư tôn, thực sự là ngươi. Đột nhiên, một đạo kích động thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong tiểu viện. Sư tôn, thủ vệ nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem người tới, một mặt không thể tin bộ dáng, điện chủ lại là viện trưởng sư tôn. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía người tới nói, Vân Lạc Vũ. Người bây giờ là thần phong học viện viện trưởng, cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, Vân Lạc Vũ thế nhưng là đại yên nhị vương tử. Năm đó cùng hắn cùng một chỗ tranh phong nhân vật, chỉ là Tiêu Phàm quá mức yêu nghiệt, trưởng thành quá nhanh. Tiêu Phàm nhìn xem trước mắt váy đỏ nữ tử, luôn cảm giác có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, chỉ là hắn vô luận nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi này nữ tử thân phận. Cố Vũ Hề, gặp qua sư tôn, váy đỏ nữ tử hít sâu một cái, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi hạ thấp người nói, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Nàng trong lòng càng là có chút thất lạc. Thua thiệt bản thân đã từng còn cùng Tiêu Phàm là địch, có thể bây giờ, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả chính mình cũng nhận không ra. Cố Vũ Hề, cái tên này có chút quen thuộc, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, tiện tay vung lên, một kiện chiến y tức khắc hiện lên ở hư không, nhìn về phía Vân Lạc Vũ nói, vi sư chưa kịp uống các ngươi rượu mừng, liền xem như vi sư hạ lệ a, bất quá Vân Lạc Vũ lại là không có đi tiếp, ngược lại hít sâu một cái nói, sư tôn, nội nhân còn có một cái tên. Tên là Thất Dạ. Thoại âm rơi xuống, Vân Lạc Vũ tức khắc khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như sợ Tiêu Phàm nổi giận một dạng. Thất Dạ, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, này khiến Vân Lạc Vũ cùng Cố Vũ Hề đều sắc mặt trầm xuống, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm sinh khí. Đột nhiên, Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói, ta nói thế nào ngươi như thế quen thuộc đây, nguyên lai là kiếm vương triều cái kia nữ oa, không nghĩ đến đã từng tử địch. Đại Yên vương triều vương tử cùng kiếm vương triều công chúa, dĩ nhiên cộng kết liên lý, như thế một đoạn giai thoại. Nghe được Vân Lạc Vũ giải thích, Tiêu Phàm rốt cục xem như nghĩ tới, năm đó kiếm vương triều Thất Dạ đến Đại Yên vương triều khiêu chiến, cuối cùng bị Tiêu Phàm giết mấy cái, chỉ có Thất Dạ Cố Vũ Hề cùng Tứ Dạ sống tiếp được. Chỉ là hắn không nghĩ đến là, hai người vốn nên là sinh tử địch, bây giờ lại cùng đi tới, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nghe được Tiêu Phàm tiếng cười, Vân Lạc Vũ cùng Cố Vũ Hề lúc này mới thở dài một hơi. Phu quân, người có phải hay không cùng này Cố Vũ Hề có không thể cho ai biết bí mật nha? Diệp Thi Vũ hai mắt híp lại thành vành trăng khuyết, cười tủm tỉm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Đồng thời, nàng ôm lấy Tiêu Phàm cánh tay ngọc thủ, hung hăng ở Tiêu Phàm trên cánh tay bóp một thanh. Tiêu Phàm không có ngăn cản, trong lòng cái kia đau nhức a, vội vàng truyền âm nói, lão bà. Đây tuyệt đối là không có chuyện. Vậy là tốt rồi, Diệp Thi Vũ lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Tiêu Phàm âm thầm ngắt một thanh mồ hôi lạnh, bất quá hắn đi chính, ngồi vững, ngược lại cũng không sợ cái gì. Vi sư lễ vật, cho tới bây giờ không có thu hồi đến đạo lý. Tiêu Phàm ra vẻ thâm trầm, nhìn về phía Vân Lạc Vũ cùng Cố Vũ Hề nói. Tạ sư tôn, Vân Lạc Vũ lúc này mới dám thu hồi chiến y. Đúng rồi. Quách lão quỷ đâu, hắn chết hay không? Tiêu Phàm lại hỏi nói, ngữ khí cũng biến trầm trọng. Năm đó vội vàng ly khai, Quách sĩ thần cùng Phúc bá cuối cùng không có cùng một chỗ, mà là lựa chọn lưu lại chiến hồn đại lục. Vạn năm không gặp, tuế nguyệt không tha người, nếu như không đột phá chiến thần cảnh mà nói, đoán chừng sớm đã làm đất. Nhưng mà tiếp xuống Vân Lạc Vũ mà nói, lại làm cho Tiêu Phàm thở dài một hơi, nhanh. Nhanh đem lão viện trưởng cùng Phúc bá mời đến. Tiêu Phàm tiểu tử, người dĩ nhiên còn sống. Vân Lạc Vũ thoại âm vừa dứt, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo cười to thanh âm, ngay sau đó ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong tiểu viện. Những người khác nghe được lời này, âm thầm giật mình, phóng tầm mắt chiến hồn đại lục, còn có ai dám như thế cùng Tiêu Phàm như thế nói chuyện. Ngoại trừ Quách sĩ thần, cũng lại không những người khác đi. Không sai. Người tới chính là Quách sĩ thần, Phúc bá cùng Lục Vũ ba người. Tiêu Phàm quét ba người một cái,
lại là phát hiện ba người cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, tu vi cũng xem là không tệ, chí ít sống mấy vạn năm không có bất cứ vấn đề gì. Quách lão quỷ, người cũng chưa chết, ta khẳng định so với ngươi sống được lâu. Tiêu Phàm tức giận chừng Quách Sĩ Thần một cái. Các ngươi nha, vẫn là cái này bộ dáng. Diệp Thi Vũ trong mắt có hơi nước bốc hơi, nàng lại tựa như gặp được đã từng cùng Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá ở chung hình ảnh. Thi Vũ, ngươi không quá phúc hậu, trăm năm đến đây gặp ta một mặt, liền không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi đây. Quách Sĩ Thần ra vẻ cả giận nói. Quách lão quái, ta sợ ngươi chịu không được đả kích. Diệp Thi Vũ khẽ cười nói. Ai, chúng ta già. Quách Sĩ Thần thật sâu hít khẩu khí, một mặt bất đắc dĩ. Bọn họ thật vất vả đột phá đến thiên thần cảnh, có thể lên lần nhìn thấy Diệp Thi Vũ thời điểm, Diệp Thi Vũ cũng đã đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, đây không phải đả kích lại là cái gì đâu. Tiểu tử, ngươi hiện ở cái gì cảnh giới? Quách Sĩ Thần đột nhiên lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Làm sao, ngươi nghĩ từ trên người của ta tìm về một điểm tự tin? Ta sợ ngươi càng chịu không được đả kích, Tiêu Phàm tà tà cười nói. Hắn cảnh giới mặc dù còn là thần vương cảnh, nhưng có thể liền đại đế cảnh tiền kỳ đều có thể một trận chiến quái thai a. Nhìn thấy Tiêu Phàm một câu mang qua, đám người lộ ra vẻ thất vọng. Không nói cũng tốt, ta sợ ta trái tim nhỏ chịu không được. Quách Sĩ Thần vuốt vuốt chòm râu dê, nói, ngươi lần này trở về, cần chúng ta làm cái gì sao? Hắn biết rõ, Tiêu Phàm trở lại chiến hồn đại lục, khẳng định không chỉ là tương lai thăm người thân mà thôi. Hẳn là còn có sự tình khác. Cùng ta nói một chút chiến hồn đại lục thế lực phân bố a, quay đầu, có một kiện sự tình phải lớn nhà cùng một chỗ làm quyết định. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại nói. Đám người nghe vậy, thần sắc run lên. Tiêu Phàm là tu vi gì bọn họ không biết, nhưng là, bọn họ biết rõ, liền Tiêu Phàm đều thận trọng như thế, nhất định là có khó lường sự tình muốn phát sinh. Hay là ta tới nói a? Vân Lạc Vũ nhìn thấy đám người trầm mặc. Hít sâu một cái nói, bây giờ chiến hồn đại lục tất cả sáng tỏ, đứng ở đỉnh cao nhất là Tu La Điện. Thần Phong học viện xem như chiến hồn đại lục to lớn nhất học viện, đại bộ phận nhân tài đều là vận chuyển hướng Tu La Điện, Tu La Điện thực lực phải nói là chưa từng có cường đại. Không sai, chính là như thế, những người khác cũng gật gật đầu, bọn họ đều là Tu La Điện một thành viên, lấy cái này thân phận mà kiêu ngạo. Bất quá, Tiêu Phàm lại là cao mày. Trầm mặc không nói. Nhưng là, đột nhiên, Vân Lạc Vũ lời nói xoay chuyển, cũng chính là bởi vì Tu La Điện cường đại, đến mức Tu La Điện tu sĩ rất ít kinh lịch chân chính sinh tử chi chiến. Dù là cao giai tu sĩ so vạn năm trước nhiều hơn rất nhiều, nhưng thật muốn chiến đấu, cũng chưa hẳn có thể so với năm đó Tu La Điện, chí ít, đồng giai tu sĩ, chiến đấu mà nói, hẳn là không bằng năm đó. Nói xong. Vân Lạc Vũ ánh mắt liền rơi vào Tiêu Phàm trên người, hắn cũng không dám ngông cuồng ước đoán Tiêu Phàm ý tứ. Phân tích coi như khách quan, Tiêu Phàm mở miệng, nói chiến hồn đại lục có lẽ nghênh đón một cái hoàng kim thịnh thế, nhưng này hoàng kim thịnh thế cũng chưa chắc là chuyện tốt, ta vừa mới dò xét chiến hồn đại lục tu sĩ chiến đấu. Sư tôn cảm thấy như thế nào? Vẫn Lạc lấy dũng khí nói. Cảnh giới còn được, chiến lực quá yếu. Tiêu Phàm trực tiếp cấp ra 8 chữ đánh giá. Nếu như là người khác dạng này dựa vào Tu La Điện, đám người khẳng định không phục, nhưng là Tiêu Phàm nói như vậy, bọn họ lại là trước tiên lựa chọn tin tưởng. Đến cùng vẫn là Tu La Điện tu sĩ thiếu khuyết lịch luyện, năm đó Tu La Điện tu sĩ có thể đều là từ đống người chết bên trong bò ra đến, há lại hiện tại chiến hồn đại lục Tu La Điện có thể so sánh. Hiện tại các ngươi có một cái lựa chọn, một là cùng ta ly khai chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm thần sắc trầm xuống, ngừng một chút nói, hay là, lựa chọn cùng chiến hồn đại lục cùng nhau tiêu vong. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong lòng rung mạnh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không biết làm sao. Tiêu Phàm, người nói đi theo chiến hồn đại lục tiêu vong là có ý tứ gì? Thật lâu, Quách Sĩ Thần đánh vỡ bình tĩnh nói, những người khác cũng toàn bộ đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Các ngươi không muốn cho rằng ta nói chuyện giật gân. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc lo lắng nói, năm đó, nếu như không phải Thi Vũ phong ấn chiến hồn đại lục mà nói, đoán chừng chiến hồn đại lục đã sớm sụp đổ. Bây giờ Thi Vũ tỉnh lại, chiến hồn đại lục mất đi trói buộc chi lực, sẽ chậm rãi hướng đi diệt vong.
Thế nhưng là, chiến hồn đại lục thần linh chi khí một mực gia tăng a. Quách sĩ thần không giải, đám người cũng gật gật đầu. Không phải thần linh chi khí gia tăng, chiến hồn đại lục căn bản liền không có liên thông thái cổ thần giới cổ lộ, tất cả những thứ này, đều là chiến hồn đại lục sụp đổ tạo thành. Diệp Thi Vũ giải thích nói, thần sắc có chút lo lắng. Vân Phán Nhi lời nói, Diệp Thi Vũ cùng Tiêu Phàm đều sẽ không hoài nghi. Muốn cứu chiến hồn đại lục, liền chỉ có đem chiến hồn đại lục luyện hóa, hình thành riêng biệt một giới, liền tựa như sát lục luyện ngục một dạng. Liền tựa như người hồi quang phản chiếu sao, Quách sĩ thần thở dài một hơi. Bọn họ đều là chiến hồn đại lục sinh trưởng ở địa phương người, đối mảnh thế giới này ký thác thâm hậu tình cảm, năm đó có cơ hội ly khai, bọn họ đều dứt khoát lựa chọn lưu lại, liền đủ để chứng minh. Nhưng bây giờ, chiến hồn đại lục dĩ nhiên muốn đi hướng mạt lộ, này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận đây? Nên, ta cần các ngươi đáp án. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ta thời gian không nhiều, thông chi Tu La Điện người đến a. Tiêu Phàm thế nhưng là quyết đoán người, hắn không có khả năng thời gian dài lưu ở nơi này, dù sao, hắn có thể còn muốn chạy tới man hoang cổ vực, tiến vào bách sát các đây. Ta cũng đã thông chi Tiêu Hàn bọn họ, hẳn là sắp tới. Quách sĩ thần ngữ khí trầm xuống, trực tiếp tỏ thái độ nói, vô luận như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Tam đệ trở về, lời còn chưa dứt, một đạo cuồng hỉ thanh âm từ chân trời truyền đến, người chưa đến, thanh âm cũng đã vang vọng thần phong học viện trên không, rất nhiều tu sĩ toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tiêu Phàm đám người nhìn lại là nhìn thấy hai cái điểm đen nhanh chóng tới gần, rất nhanh liền rơi ở trong tiểu viện. Tam đệ, người tới chính là Tiêu Hàn cùng Mạc Thiên Nhai, Tiêu Hàn trực tiếp cho Tiêu Phàm một cái gấu ôm, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Nhị ca, Mạc tiền bối, Tiêu Phàm cười cười. Ta liền biết rõ ngươi sẽ trở về, một vạn năm, rốt cục lần nữa nhìn thấy ngươi. Tiêu Hàn tiêu sái cười một tiếng, nói tam đệ, ta cũng không có để ngươi thất vọng, Tu La Điện bây giờ càng ngày càng phồn thịnh. Ân, Tiêu Phàm cũng thật sâu gật gật đầu. Tiêu Hàn thiên phú mặc dù không làm sao, nhưng là làm người cực kỳ kiên nghị, cũng rất quyết đoán, là một cái làm đại sự người. Tiêu Hàn, chờ ngươi đến, là muốn cho ngươi làm lựa chọn. Quách sĩ thần mở miệng nói, lập tức đem trước đó lời nói cùng Tiêu Hàn nói một lần. Vậy còn do dự cái gì, đương nhiên là ly khai chiến hồn đại lục a, chẳng lẽ lưu ở nơi này chờ chết sao? Tiêu Hàn không chút do dự hồi đáp. Đây đối với hắn tới nói. Tựa như căn bản không phải là cái gì lựa chọn, bởi vì hắn tin tưởng, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không đưa chiến hồn đại lục tu sĩ không để ý. Tất nhiên như thế, Tiêu Phàm, liền nhìn ngươi, Quách sĩ thần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vậy liền thông chi chiến hồn đại lục tất cả mọi người a, ta chuẩn bị đem chiến hồn đại lục luyện hóa thành riêng biệt một giới. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, lấy hắn thực lực, đem chiến hồn đại lục luyện hóa thành riêng biệt một giới vẫn là không có vấn đề. Chí ít, chiến hồn đại lục người còn có thể bên trong sinh tồn. Ngày đó, Tu La Điện cùng thần phong học viện đem chiến hồn đại lục sắp tiêu vong sự tình truyền ra ngoài, thiên hạ kinh hãi, một chút thiên thần cảnh tu sĩ toàn bộ đều hội tụ thần phong học viện, muốn tìm kiếm nguyên do. Bất quá làm bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, toàn bộ đều thịt ngòi, không có người nào dám làm trái Tiêu Phàm quyết định, dù sao Tiêu Phàm cũng là vì chiến hồn đại lục. Đáng tiếc. Tinh không cổ lộ bị phong bế, bọn họ không thể trực tiếp tiến vào thái cổ thần giới, nếu không mà nói, đoán chừng có không ít người sẽ lựa chọn trực tiếp rời đi. Ba ngày sau đó, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở chiến hồn đại lục không trung, thần sắc bình tĩnh nhìn xem trước mắt lam sắc tinh thần, ở hắn một bên, chỉ đứng đấy Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm. Thần vô tâm một mực nơi này chờ đợi Tiêu Phàm, hắn cũng không muốn xung làm Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ bóng đèn. Tiêu Phàm. Người thật chuẩn bị luyện hóa Tu La Tổ. Không, hẳn là Tu La Tổ giới. Thần vô tâm thần sắc ngưng lại, nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Đây là duy nhất có thể làm cho chiến hồn đại lục tiếp tục tồn tại phương pháp. Tiêu Phàm mặt không chút thay đổi nói. Tu La Tổ giới tồn tại quá dài tuế nguyệt, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Thần vô tâm thật dài thở dài một hơi, lập tức lại nói, bất quá, nếu như cái này chính là Tu La Tổ giới mà nói. Ngươi có thể thử nghiệm một loại khác phương pháp, cái gì phương pháp? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía thần vô tâm nói. Nếu như chỉ là Tu La Tổ,
phương pháp này không cần đến, nhưng nếu như là tu la tổ giới mà nói, ngươi có thể thử nghiệm một cái, đem chiến hồn đại lục dung nhập bản thân nội thiên địa. Thần vô tâm hít sâu một cái, trong mắt tóe bắn ra một vòng tinh quang. Dung nhập nội thiên địa, Tiêu Phàm kinh hô mà ra, hắn bị thần vô tâm cái này lớn mật ý nghĩ giật nảy mình. Đây chính là chiến hồn đại lục A, so bản thân nội thiên địa đều muốn lớn gấp mấy lần, làm sao có thể dung hợp đây? Phu quân, phương pháp này xác thực làm được. Diệp Thi Vũ cũng đột nhiên nói ra, ta nhớ kỹ Phán Nhi nói qua, Tu La Tổ Giới, chính là đời thứ nhất Tu La Tộc tộc trưởng thế giới. Bởi vì một trận tuyệt thế chiến đấu, đời thứ nhất Tu La Tộc tộc trưởng vẫn lạc, thế giới cũng phá thành mảnh nhỏ, nhưng chiến hồn đại lục lại hết sức đặc thù. Nó chính là Tu La Tổ Giới hạch tâm cùng chủ thể. Hơn nữa, Tu La Tổ Giới thế giới chi tâm mặc dù vỡ nát, nhưng có chút mảnh vỡ vẫn như cũ còn tồn tại phiến thiên địa này, nếu như có thể cảm ứng được, có thể luyện hóa thế giới chi tâm mảnh vỡ, liền có thể dung nhập tự thân thế giới. Tiêu Phàm nghe vậy, cau mày, rơi vào trong trầm tư. Cái này phương pháp kỳ thật không tính là gì, Tiêu Phàm, người nắm giữ Tu La truyền thừa, hẳn là cũng biết rõ, đột phá đại đế cảnh. Có một loại đường tắt có thể đi. Thần vô tâm lại nói ra. Ngươi là nói, thôn vệ người khác thế giới. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại. Không sai, thần vương cảnh mặc dù nói là tu luyện pháp tắc, nhưng cuối cùng tu luyện vẫn là nội thiên địa, đồng dạng, đại đế cảnh tu thế giới chi lực, nhưng cuối cùng, tu luyện vẫn là thế giới. Thần vô tâm giải thích nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, nội thiên địa, kỳ thật chỉ là thế giới một khỏa chủng tử. Chủng tử nảy mầm, mới có thể chân chính phát triển mạnh trưởng thành, trở thành chân chính thế giới. Có người nói, thái cổ thần giới, cũng là một người nào đó tu luyện thế giới. Thần vô tâm câu nói sau cùng, thật có thể nói là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thái cổ thần giới đều là người nào đó tu luyện thế giới. Lời này nhường Tiêu Phàm đều không nhịn được hít một hơi lạnh. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ. Lúc này mới cắn răng nói, nha, tiểu gia làm. Thôn vệ thế giới, phương pháp này Tiêu Phàm mặc dù biết rõ, trả lại hắn thật không có nghĩ đến thử qua, dù sao, thôn vệ người khác thế giới, đồng dạng đều là một loại đường tắt. Cái gọi là đường tắt, tự nhiên cũng sẽ cho tự thân tạo thành nhất định vấn đề, tỉ như thế giới chi tâm không cách nào dung hợp. Nhưng là từ thần vô tâm trong lời nói, Tiêu Phàm nghĩ tới một cái khẩn yếu vấn đề. Kia chính là Tu La Tổ Giới thế giới chi tâm cũng đã bể nát. Phá toái thế giới chi tâm, nghĩ đến luyện hóa cũng sẽ không như thế phiền phức. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Tu La Tổ Giới thế giới chi tâm, chính là Tu La chi tổ đồ vật, Tiêu Phàm thân làm đương đại Tu La tộc tộc trưởng, luyện hóa mà nói đoán chừng bài xích sẽ rất nhỏ. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng ở chiến hồn đại lục không trung, quan sát phía dưới lam sắc tinh thần. Hắn linh hồn chi lực chậm rãi kéo dài mà ra, muốn đem toàn bộ chiến hồn đại lục đều bao khỏa ở bên trong. Phu quân, muốn luyện hóa chiến hồn đại lục, đầu tiên muốn làm liền là tìm tới Tu La Tổ Giới thế giới chi tâm. Lúc này, Diệp Thi Vũ nhu hòa thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai quanh quẩn. Diệp Thi Vũ chiếm được phong thiên nhất tộc truyền thừa, hiển nhiên cũng biết rõ không ít bí mật, nếu không mà nói, chưa bao giờ rời đi chiến hồn đại lục nàng. Là không thể nào biết rõ thế giới chi tâm đây. Tu La Tổ Giới thế giới chi tâm cũng đã phá toái, lại muốn thế nào tìm kiếm? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hắn thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên cùng Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm câu thông, một bên linh hồn chi lực bao phủ chiến hồn đại lục. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua cái gì thế giới chi tâm, chỗ nào biết rõ đi tìm kiếm, huống chi chiến hồn đại lục thế giới chi tâm cũng đã phá toái, càng là khó càng thêm khó. Diệp Thi Vũ nghe vậy, lại nói, phu quân có từng gặp qua mệnh thạch. Gặp qua, mệnh thạch chính là đại đế cường giả căn bản, mệnh thạch không toái, đại đế bất tử. Tiêu Phàm không chút do dự nói. Nghe được lời này, Diệp Thi Vũ ánh mắt hơi sáng, tiếp tục hỏi, kia phu quân có từng biết rõ, tại sao mệnh thạch không toái, đại đế bất tử. Hẳn là cùng khí số có quan hệ a. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nói chung. Đại đế cường giả dù là đứng ở trước mắt, muốn giết chết, cũng cơ hồ là không có khả năng, tất cả đều là bởi vì mệnh thạch tồn tại. Thay lời khác nói, chính là bởi vì khí số tồn tại. Nếu là người khác, đoán chừng căn bản đều không biết rõ khí số là vật gì,
nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là nắm giữ thần thông trọc, cái này đối phó khí số thần thông. Nên, Tiêu Phàm ở thiên thần cảnh thời điểm, liền có thể cảm ứng được khí số tồn tại, chỉ là nhìn không thấy cụ thể mà thôi. Mà một khi đột phá đại đế cảnh, khí số cũng liền thực chất hóa, đại đế cảnh cường giả có thể rõ ràng cảm nhận được khí số tồn tại, đây là một loại cực kỳ mơ hồ sự tình. Không sai, mệnh thạch chính là từ thần cách ngưng tụ khí số mà thành, kỳ thật cho dù mệnh thạch bể nát, phía trên khí số chỉ cần còn có thể ngưng tụ, cũng có thể bất tử. Diệp Thi Vũ giải thích nói. Dừng một chút, nàng thanh âm tiếp tục vang lên, đồng dạng, thế giới chi tâm cũng là như thế, nếu như đem thế giới so sánh cá nhân mà nói, thế giới chi tâm chính là mệnh thạch, bên trong hàm chứa toàn bộ thế giới khí số. Khí số không tán, thế giới này liền có thể tiếp tục tồn tại, khí số tiêu tán mà nói, thế giới cũng sẽ sụp đổ, nên, phu quân chỉ cần cảm ứng đến đây thế giới khí số tồn tại là được. Khí số sao, ta biết, Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này mới hồi đáp. Diệp Thi Vũ giải thích, đối với Tiêu Phàm tới nói, không khác mở ra một cái khác cánh cửa, trong lòng của hắn tựa như nháy mắt có chỗ minh ngộ. Khí số, chính là huyễn hoặc khó hiểu sự tình. Tiêu Phàm mặc dù có thể cảm ứng được nó tồn tại, nhưng căn bản không cụ thể. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một thân người thượng khí số mà thôi, đổi lại một cái thế giới khí số, tự nhiên là càng thêm khó có thể cảm ứng được. Bất quá, nếu như đã làm ra lựa chọn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không hối hận, cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào, cùng lắm thì dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Lúc này, Tiêu Phàm linh hồn chi lực cũng đã bao trùm chiến hồn đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân linh hồn chi lực cũng đã đạt đến chưa từng có cường đại cảnh giới. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết rõ, hắn ở chiến hồn đại lục linh hồn chi lực có thể bao phủ cả giới, cũng khả năng là bởi vì tiểu thế giới duyên cớ. Nếu là đổi lại đại thế giới, tỉ như thái cổ thần giới, đó là căn bản không có khả năng làm được. Đồng dạng cũng liền có thể bao phủ chu vi mấy ngàn hơn vạn dặm mà thôi. Mấy canh giờ sau đó, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có cảm ứng được thế giới chi tâm tồn tại, bất quá Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, căn bản không có mảy may táo bạo. Thần thông chọc có thể cảm ứng được khí số tồn tại, phải chăng có thể giúp ta cảm ứng được toàn bộ thế giới khí số đây? Tiêu Phàm một chút cũng không thỏa hiệp, ngược lại chậm rãi lục lọi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm chung quanh đột nhiên chán phóng từng đạo bạch sắc quang hoa, cả người nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm linh hồn chi lực bao phủ phạm vi bên trong, đột nhiên chán phóng vô số điểm sáng màu trắng, giống như mạn thiên tinh vũ, tổ điểm ở chiến hồn đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. Chẳng lẽ những cái này đều là khí số? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Chiến hồn đại lục hư không tất cả điểm sáng màu trắng toàn bộ đều rõ ràng lạc ấn ở trong đầu hắn, giống như một bức tinh đồ, hết sức lóa mắt. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, phải biết, khí số thế nhưng là vô hình tồn tại, dù là đại đế cảnh cường giả cũng chưa hẳn có thể thấy đến. Nhưng hắn cái này thần vương cảnh tu sĩ, dĩ nhiên có thể quan sát được thực chất hóa khí số, đây cũng quá thần kỳ. Nguyên lai như thế, chiến hồn đại lục thế giới chi tâm đã vỡ. Khí số gần, khó trách chiến hồn đại lục căn bản tồn tại không được bao lâu. Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy những cái này lưa thưa tự nhiên khí số điểm sáng, hắn nghĩ tới càng nhiều. Nếu như chiến hồn đại lục thế giới chi tâm còn chưa phá toái, khí số tất nhiên sẽ không hao hết, cũng liền sẽ không biến mất. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, hiện tại hắn muốn làm, liền là đem những cái này thực chất hóa điểm sáng khí số toàn bộ dung hợp. Luyện hóa. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể chân chính luyện hóa chiến hồn đại lục. Nếu như chưa từng tìm tới khí số, Tiêu Phàm muốn luyện hóa chiến hồn đại lục, xác thực so sánh phiền phức. Nhưng là hiện tại, đối với Tiêu Phàm tới nói, chỉ là vẫy tay một cái sự tình mà thôi. Linh hồn chi lực thôi động thời khắc, chiến hồn đại lục đầy trời quang vũ điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay đi, giống như đầy trời lưu tinh xẹt qua tinh không, sáng chói. Hùng vĩ. Bất quá đáng tiếc, tất cả những thứ này chỉ có Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, những người khác, cho dù đại đế, cũng chưa hẳn có thể thấy đến thực chất hóa khí số điểm sáng. Vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, chiến hồn đại lục tất cả điểm sáng toàn bộ bị Tiêu Phàm thôn phệ, ở Tiêu Phàm trước người, dung hợp thành một cái bạch sắc quang cầu.
Nhìn xem trước mắt quang cầu, Diệp Thi Vũ cùng Thần Vô Tâm hai người hơi hơi kinh ngạc, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên liền nhanh như vậy thành công, này tốc độ cũng là ở quá nhanh. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí con ngươi đều ở mãnh liệt co rút lại, có thể nghĩ hắn giờ phút này rung động cùng kích động. Đây chính là thế giới chi tâm, Tiêu Phàm khẽ nói, si ngốc nhìn xem bạch sắc quang cầu nói. Thời gian dường như dừng lại ở thời khắc này, Tiêu Phàm con ngươi một mực rơi vào trước người bạch sắc quang cầu, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, này bạch sắc quang cầu dĩ nhiên liền là thế giới chi tâm. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, ở hắn lòng bàn tay, lại là lơ lửng một mai bạch sắc thạch đầu, chính là mang theo Tiêu Phàm trọng sinh thần bí thạch đầu. Nhưng hắn như thế kinh ngạc là, bạch sắc thạch đầu cùng bạch sắc quang cầu phía trên phát ra khí tức, dĩ nhiên 10 phần tương tự. Chẳng lẽ bạch sắc thạch đầu cũng là thế giới chi tâm? Tiêu Phàm nháy mắt liền nghĩ đến loại này khả năng, lập tức lại lắc lắc đầu, bạch sắc thạch đầu cùng bạch sắc quang cầu khí tức phía trên xác thực có chút tương tự, nhưng vẫn như cũ còn có chút khác biệt. Hoặc là có thể nói, bạch sắc thạch đầu phía trên hàm chứa khí số riêng biệt khí tức, nhưng lại không chỉ khí số. Cũng đúng, bạch sắc thạch đầu không chỉ có thể hấp thu khí số, còn có thể hấp thu mệnh khí, hẳn là so thế giới chi tâm còn muốn thần bí. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới, lập tức đem bạch sắc thạch đầu cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Bạch sắc thạch đầu một mực giữ ở Tiêu Phàm lòng bàn tay, Diệp Thi Vũ cùng Thần Vô Tâm tự nhiên là nhìn không thấy, nếu là có thể nhìn thấy, có lẽ hai người có thể nhìn ra một chút nguyên cớ đến. Hai người chỉ biết là Tiêu Phàm cũng đã ngưng tụ chiến hồn đại lục, cũng chính là tu la tổ giới thế giới chi tâm, thần sắc không giống nhau. Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy hai người thần sắc, cũng đã bắt đầu luyện hóa thế giới chi tâm. Hắn có thể còn nghĩ mau chóng biết quyết chiến hồn đại lục sự tình, lại tiến về man hoang cổ cương, tiến vào đế cung cùng bách sát các đây. Đã trải qua thiên vũ vực sự tình, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, tự thân thực lực cường đại là cỡ nào trọng yếu. Nếu là hắn có thể đủ cứng lay đại đế cảnh đỉnh phong, thậm chí siêu việt đại đế cảnh cường giả, há lại sẽ e ngại vạn la đế vực, đoán chừng hắn trực tiếp dẫn người giết đến tận vạn la đế vực cùng mặt khác mấy đại đế vực, nơi nào sẽ đợi đến hiện tại. Mấy ngày sau đó, Tiêu Phàm trên người đột nhiên chán phóng sáng chói mà lại lóa mắt bạch sắc quang hoa, đem toàn bộ hắc ám hư vô đều chiếu sáng rực sáng sủa. Đầy trời bạch sắc quang hoa, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm. Hóa thành từng đạo bạch sắc trùm sáng, hiện lên hình cung bao vây lấy chiến hồn đại lục. Bắt đầu, Thần Vô Tâm thần sắc cứng lại, nhanh chóng hướng nơi xa thối lui. Diệp Thi Vũ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là kích động, nàng biết rõ, bản thân nam nhân chắc chắn sẽ không để cho nàng thất vọng. Nơi xa, Tiêu Phàm cũng bỗng mở ra hai mắt, cùng lúc đó, ở hắn đỉnh đầu, một cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện. Một cỗ tang thương cổ phác khí tức từ cái kia hắc sắc vòng xoáy bên trong tản ra. Thật dày đặc túc sát chi khí, đây chính là hắn nội thiên địa sao. Thần Vô Tâm nhìn phía xa Tiêu Phàm, một trận hãi hùng khiếp vía, hắn cũng bị Tiêu Phàm nội thiên địa phát ra khí tức cho kinh ngạc đến. Tiêu Phàm vốn liền là lĩnh ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu, nội thiên địa tự nhiên có chỗ khác biệt, trọng điểm tự nhiên cũng chính là túc sát chi khí. Ầm ầm, chân trời ầm ầm mà động. Từng đợt kinh lôi thanh âm từ phía dưới truyền đến, hư không bên trong nhấc lên một cỗ hư vô phong bạo, bao phủ mênh mông thiên vũ. Ở Diệp Thi Vũ cùng Thần Vô Tâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, trước mắt chiến hồn đại lục vậy mà đang nhanh chóng thu nhỏ, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đỉnh đầu hắc sắc vòng xoáy gào thét mà đi. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng là không chậm, dòng dã bỏ ra 3 ngày thời gian, Tiêu Phàm lúc này mới đem chiến hồn đại lục hoàn toàn nuốt vào nội thiên địa. Làm chiến hồn đại lục biến mất một sát na kia, một cỗ không thể địch nổi hắc ám gió xoáy lăng không xuất hiện, hư không hoàn toàn bị nghiền nát, bị bóng đêm vô tận thôn phệ, cái gì đều nhìn không thấy. Dù như thế, cách nhau mấy ngàn hơn vạn dặm, cũng làm cho đầu người ra tóc chập choạng. Tiêu Phàm chỗ sâu hắc sắc vòng xoáy trung ương nhất, tự nhiên là đứng mũi chịu sào, làm hư vô phong bạo oanh sát mà tới thời điểm, Tiêu Phàm thân ảnh nháy mắt biến mất, bị bóng đêm vô tận thôn phệ. Số lưu manh, Diệp Thi Vũ nhìn thấy một màn này, khàn cả giọng gào thét, không muốn sống đồng dạng vọt tới. Nhưng mà, nàng còn chưa tới gần, liền bị kia mãnh liệt cuồng phong đánh bay, váy dài rác rưởi không ít,
da thịt trắng như tuyết lây dính không ít vết máu. Nếu như không phải nàng lui đầy đủ nhanh, đoán chừng trực tiếp xoắn thành mưa máu. Phải biết, Diệp Thi Vũ thế nhưng là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, có thể liền nàng đều tiếp nhận không được hư vô phong bạo công kích, đại đế cảnh phía dưới, lại có mấy người có thể chống đỡ được. Nàng ở biên giới khu vực huống hồ như thế, Tiêu Phàm bản thân thế nhưng là thân ở phong bạo trung ương nhất, uy lực chí ít lớn gấp mấy lần có thừa, hắn lại làm sao ngăn cản được ở đâu. Xong, xong, thần vô tâm bộ dáng cũng không tốt gì, tóc tai bù xù, toàn thân dính đầy lấy máu tươi, một cánh tay máu me đầm đìa, từ nơi bả vai xoắn nát, nhìn qua tiếp xúc mục kinh tâm. Bất quá, thần vô tâm căn bản không có vượt bản thân điểm ấy thương thế, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm phong bạo trung ương nhất, hắn muốn biết, Tiêu Phàm rốt cuộc là chết hay sống. Không nghĩ đến chiến hồn đại lục biến mất, vậy mà sẽ sinh ra giới phong, mặc dù ta hiện tại không muốn ngươi chết, có thể đại đế phía dưới, ai lại có thể ở giới phong tàn phá bừa bãi phía dưới sống sót đây. Thật lâu, thần vô tâm chưa từng nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh, không khỏi hít khẩu khí, thần sắc hết sức phức tạp. Xem như Tiêu Phàm địch nhân, thần vô tâm là ước gì Tiêu Phàm chết, có thể cùng Tiêu Phàm ở chung những ngày qua, hắn lại không nghĩ Tiêu Phàm chết rồi, chí ít không thể như thế uất ức chết đi. Nhất là khi hắn biết rõ Tiêu Phàm thân phận sau đó, hắn cũng không hy vọng bản thân Tu La tộc lại phải đợi 100 vạn năm lại nghênh đón đời tiếp theo tộc trưởng. Tiêu Phàm nếu là chết rồi, Tu La tộc nhất định sẽ xuất hiện tân tộc trưởng, có thể Tu La tộc có thể lại kiên trì 100 vạn năm sao? Đáp án dĩ nhiên là rất khó. 100 vạn năm trước Tu La tộc biết bao cường đại, chiếm cứ thái cổ thần giới tam thiên vực phạm vi, phóng tầm mắt thái cổ thần giới, cũng là số một số hai đại tộc, thụ vạn người kính ngưỡng. Nhưng hiện tại, Tu La tộc chỉ có thể co giúp ở nho nhỏ cổ vực, đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Giới phong sao, có ý tứ, đang lúc thần vô tâm thất thần thời khắc, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, dĩ nhiên không nhìn thẳng bốn phía phong bạo, trực tiếp truyền đến lỗ tai hắn. Một khắc sau, thần vô tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về hư vô phong bạo trung ương nhất nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo mấy trăm dặm đường kính lớn nhỏ phong long ở nộ khiếu, tựa như đang dùng rằng cái gì. Mà ở phong long đỉnh, lại là đứng đấy một đạo hơi có vẻ cao gầy thân ảnh, hai tay ôm ngực, lạnh lùng quan sát phía dưới. Thần vô tâm nhìn thấy một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt, run giọng nói, hắn dĩ nhiên có thể khống chế giới phong. Còn có, trên người hắn khí tức làm sao mạnh lên. Hiển nhiên, kia to lớn phong long phía trên, Tiêu Phàm dẫm ở đó long hình trên đầu, ánh mắt u lãnh vô cùng, rõ ràng không có linh trí phong long, lại tựa như đang sợ hắn một dạng. Không đúng, hắn đang đột phá. Thần vô tâm mãnh liệt lấy lại tinh thần, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng, bất quá vẫn như cũ bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Nếu như đồng giai chiến đấu, thần vô tâm bình thường tự xưng thiên phú không tồi, rất ít sẽ có thua trận. Nhưng là hôm nay, hắn để tay lên ngực tự hỏi, tự nhận là xác thực không phải Tiêu Phàm địch thủ, liền là Tiêu Phàm trên người phát ra cỗ kia khí tức, hắn liền xa xa không bằng. Thần vương cảnh đỉnh phong, Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp lập lòe lệ quang, một mực nhìn chăm chú lên không trung, khi thấy Tiêu Phàm thời khắc, nàng trong con ngươi lóe qua trong suốt lệ quang. Gió lốc vòng xoáy bên trong, Tiêu Phàm đứng chắp tay, đứng ở giới phong chi đỉnh, giống như một tôn thiên địa chúa tể, trên người trán phóng hào quang rực rỡ, hết sức chói mắt. Không sai, thời khắc này Tiêu Phàm chính đang đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Sát lục pháp tắc ảo diệu tu luyện đến đệ tứ trọng sát đạo chi âm, thời không pháp tắc ảo diệu tại Bắc thần tinh hồn dưới sự trợ giúp, cũng tu luyện đến đệ tứ trọng thời không nghịch lưu. Nguyên bản Tiêu Phàm cũng chỉ thiếu kém phong chi pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc ảo diệu không có tu luyện ra loại thứ tư ảo diệu, hoặc là đột phá đệ tứ trọng. Nhưng là, mới vừa rồi bị giới phong tàn phá bừa bãi thời khắc mấu chốt nhất, Tiêu Phàm thi triển ra nghịch loạn chi đồng, trực tiếp bắt được giới phong vận động quỹ tích, cũng hoàn toàn bắt trước xuống tới. Mặc dù cũng không phải hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng hắn vẫn chân thật bắt được loại thứ tư phong chi pháp tắc ảo diệu, cái kia liền là phong chi giới. Giờ phút này, Tiêu Phàm hoàn toàn cùng giới phong hòa làm một thể, tự nhiên không nhận giới phong ảnh hưởng. Bất quá, lĩnh ngộ phong chi pháp tắc đệ tứ trọng phong chi giới còn không phải Tiêu Phàm thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất là, mới vừa rồi sống chết trước mắt,
hắn thành công lĩnh ngộ ra sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Mặc dù chỉ là đụng chạm đến, cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ ra đến, nhưng cái này đã không ảnh hưởng Tiêu Phàm đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Sinh tử pháp tắc, quả nhiên chỉ có thể ở. Tiêu Phàm đã sớm đem tu la truyền thừa bên trong tin tức tra xét mấy lần, có thể vẫn không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới không có mệnh cách người, như thế nào đột phá đại đế cảnh tin tức. Hiện tại, hắn tựa như lại trở về lúc trước, đi lên một con đường không có lối về, hoặc có lẽ là, một đầu chuyên môn thuộc về mình đường. Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Thi Vũ lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi. Tiêu Phàm khóa chặt lông mày chậm rãi giãn ra, lắc đầu cười nói, không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Hắn không muốn Diệp Thi Vũ lo lắng, cũng không có đem nghi ngờ của mình hỏi ra. Dù sao, không có thần cách hắn, thế nhưng là thiên đố chi nhân, Diệp Thi Vũ đã biết, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chờ đã, thiên đố chi nhân, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa như hiểu thông suốt cái gì đồng dạng, vỗ đầu một cái, cười to trong lòng nói, xem ra là ta mình cả nghĩ quá rồi, ta chỉ cần biết rằng thiên đố chi nhân như thế nào đột phá đại đế như vậy đủ rồi, căn bản không cần quan tâm có hay không mệnh cách. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trên mặt mây đen cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiên đố chi nhân như thế nổi danh, hắn cũng không tin, thái cổ thần giới vô số năm tháng, liền không có một cái nào thiên đố chi nhân đột phá đến đại đế cảnh. Hơn nữa, coi như không có con đường này, hắn Tiêu Phàm cũng tự tin, mình nhất định có thể xông ra một đầu con đường rộng lớn. Nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục bình thường, Diệp Thi Vũ lúc này mới yên tâm lại. Thần vô tâm, chúng ta nên rời đi. Tiêu Phàm nắm cả Diệp Thi Vũ vòng eo, nhìn xem thần vô tâm khẽ cười một tiếng nói. Thần vô tâm trong mắt một trận hâm mộ, Tiêu Phàm thực lực cường đại thì cũng thôi đi, không nghĩ tới còn có cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, hai thứ này đều là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ. Tốt, thần vô tâm thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, người nói chuyện cần phải giữ lời. Giữ lời, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, không phải liền là mang theo thần vô tâm tiến vào bách sát các sao, cái này đối với hắn mà nói, chỉ là một chuyện rất đơn giản mà thôi. Mặc dù Tu La tộc những trưởng lão kia không phải đặc biệt tôn trọng hắn cái này Tu La tộc tộc trưởng, nhưng là cũng không dám bên ngoài cùng hắn trở mặt, tại Tiêu Phàm xem ra, cái này cũng đã đủ rồi. Chờ hắn đột phá đại đế cảnh, đến lúc đó hảo hảo chỉnh đốn một chút Tu La tộc, xem ai còn có lá gan cùng hắn đối nghịch. Bất quá dưới mắt đến xem, đột phá đại đế cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy, hắn lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc, trong đó 3 loại đã gần như viên mãn. Nhưng còn thừa lại sinh tử pháp tắc, vẫn như cũ còn thiếu một chút, cũng không biết khi nào mới có thể chân chính đột phá đệ tứ trọng. Mặt khác, đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, pháp tắc chi lực liền hình thành bản thân đặc biệt lĩnh vực, Tiêu Phàm sát lục pháp tắc cùng thời không pháp tắc mặc dù chạm đến lĩnh vực biên giới, nhưng khoảng cách chân chính lĩnh vực còn rất dài khoảng cách. Cho dù hắn bây giờ có thể đột phá đại đế cảnh, Tiêu Phàm cũng sẽ không tự tiện phóng ra một bước này, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Chỉ có cơ sở vững chắc, mới có thể đi càng xa. Hiện tại hắn phải làm là hoàn toàn lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng, đồng thời tu luyện ra 4 loại chân chính pháp tắc lĩnh vực. Sau một khắc, thần vô tâm lật ra bàn tay lấy ra tinh thần châu, thôi động thời khắc, lại một cánh cửa ánh sáng hiện lên, thần vô tâm một bước bước vào. Thi Vũ, chúng ta đi. Tiêu Phàm nhu tình cười nói, đem Diệp Thi Vũ tiếp trở về. Trong lòng của hắn tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Ân, Diệp Thi Vũ ngâm khẽ một tiếng, giờ khắc này, nàng đã chờ đợi vạn năm, tự nhiên không nghĩ chờ đợi nữa. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người quay đầu nhìn nơi xa trống trơn hư vô một chút, đồng thời bước vào quang môn. Lúc này, một cái nào đó kỳ lạ trong không gian, một cái lão giả tóc trắng bỗng một trận, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, lão gia hỏa. Người rốt cục có người kế nghiệp, chết cũng không hối tiếc. Nói xong câu đó, lão giả tóc trắng lần nữa phóng ra bước chân, mỗi một bước, đều rất giống vượt qua vô số thời không, rất nhanh liền biến mất ở thời không cuối cùng. Hơn nửa tháng về sau, Tiêu Phàm ba người xuất hiện lần nữa tại huyết u tuyệt địa. Thần vô tâm, người trước hồi Tu La Thành, ta sau đó gặp phải. Tiêu Phàm nhìn về phía thần vô tâm nói. Thần vô tâm gật gật đầu. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người vạn năm không gặp,
tự nhiên không nghĩ người thứ ba ở đây, hắn đạp không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của hai người. Tiêu Phàm nhìn thấy Thần Vô Tâm biến mất, nhu tình cười nói, Thi Vũ, chúng ta đi. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nàng biết rõ, Tiêu Phàm đuổi đi Thần Vô Tâm, khẳng định còn có sự tình khác. Sau nửa ngày, hai người xuất hiện ở một tòa mờ mịt lượn quanh sơn cốc, trong sơn cốc, đã có không ít người chờ đợi ở đây, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, tất cả mọi người đều tiến lên đón. U Linh Vệ Thống lĩnh Sở Vân Bắc, xuất lĩnh bộ hạ bái kiến điện chủ. Một người cầm đầu người áo đen quỳ một chân xuống đất, cung kính bái nói. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Sở Vân Bắc cùng Kiếm La đám người, cùng U Linh Vệ. Bái kiến điện chủ, những người khác cũng cung kính bái nói. Đều đứng lên đi, Tiêu Phàm nhàn nhạt khoát khoát tay, cười nói, biểu ca, người tốc độ này nhưng lại không chậm, vậy mà đến nhanh như vậy. Sở Vân Bắc xốc lên vành nón, lộ ra một tấm hơi có vẻ thành thục khuôn mặt. Hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Diệp Thi Vũ một chút, nói thu đến điện chủ tin tức về sau, ta liền chọn lựa U Linh Vệ tinh anh ngày đêm không ngừng đi đường, bất quá so tưởng tượng muốn chậm một chút. Đã rất nhanh, Tu La Điện khoảng cách Thiên Võ Cổ Vực dù sao có chút xa. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu nói, lần này để cho các ngươi đến, nghĩ đến ngươi đã đoán được mà, thuộc hạ những ngày qua đã thu thập Tu La tộc một chút tin tức, Tu La tộc cùng chủng tộc khác khác biệt, muốn thẩm thấu, 10 điểm gian nan. Sở Vân Bắc hít sâu một cái nói. Điểm này Tiêu Phàm tự nhiên rõ ràng, Tu La tộc có được 10 điểm đặc biệt huyết mạch, đồng tộc tầm đó có thể tùy tiện cảm nhận được, muốn thẩm thấu, tự nhiên là không thể nào. Bất quá, Tiêu Phàm tất nhiên để cho Sở Vân Bắc lại tới đây, liền đã làm xong tất cả dự định. Những người khác tán, người đi theo ta a. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, rồi mới lên tiếng. Sở Vân Bắc nghe vậy, đột nhiên đưa tay phải ra nắm chặt. Sau đó bỗng nhiên buông ra, chung quanh mấy chục cái U Linh Vệ giống như chim muôn bay tán ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Người đâu? Diệp Thi Vũ kinh ngạc nhìn xem bốn phía, vừa rồi những hắc y nhân kia lại ở trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Phải biết, những người áo đen này thực lực nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra a, cũng chỉ là cổ thần cảnh tu vi mà thôi. Nhưng cổ thần cảnh tu vi lại có thể chạy trốn được bản thân thần vương cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực bắt, nếu như bọn họ muốn ám sát bản thân, vậy cũng thật là đáng sợ. Tiêu Phàm mỉm cười, trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ kiêu ngạo, dù là đối với Tu La Điện tu sĩ, Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ không lộ ra loại thần sắc này, chỉ có U Linh Vệ mới như thế. Phu quân, bây giờ Tu La Điện đều mạnh mẽ như vậy sao? Diệp Thi Vũ lấp lóe lấy đôi mắt đẹp. Kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lắc đầu, tự hào nói, đây là U Linh Vệ, độc lập với Tu La Điện bên ngoài, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. U Linh Vệ, Diệp Thi Vũ nghi hoặc không thôi, nhưng trong đôi mắt lại đều là vẻ kiêu ngạo, người nam nhân trước mắt này, mới xứng trở thành phu quân mình. Tiêu Phàm gật gật đầu, đem U Linh Vệ sự tình giản lược cùng Diệp Thi Vũ nói một lần, Diệp Thi Vũ thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh ngạc. U Linh Vệ. Từ Sở Vân Bắc đảm nhiệm thống lĩnh, Tiêu Phàm vốn là dùng để giám sát Tu La Điện, cho dù thập đại điện chủ đều không biết hắn tồn tại. Có thể tiến vào U Linh Vệ, trừ bỏ thiên phú nắm khác bên ngoài, còn có một cái điều kiện, cái kia liền là, nhất định phải là chiến hồn đại lục đi ra người, đối với Tu La Điện cùng Tiêu Phàm tuyệt đối trung thành. Lúc trước U Linh Vệ cũng không có nhiều người, chỉ có Sở Vân Bắc, Kiếm La, Xích Vân Lão Tổ cùng Thanh Phong Lão Tổ đám người. Hơn nữa, phàm là gia nhập U Linh Vệ, Tiêu Phàm đều sẽ ban cho thần ảnh chiến hồn. Thần ảnh chiến hồn là lúc trước Tiêu Phàm tiến vào thiên địa lao ngục thời điểm phát hiện, nó sức chiến đấu cũng không như thế nào, nhưng nó lại có một cái không gì sánh kịp ưu thế, cái kia liền là ẩn thân. Có được cái này linh hồn thiên phú, vọt giai ám sát đã trở thành U Linh Vệ ăn cơm uống nước một dạng sự tình đơn giản. Có thể nói, thần ảnh chiến hồn chính là vì sát thủ mà sống chiến hồn. Về sau, Tiêu Phàm căn cứ thần ảnh chiến hồn, lại mượn nhờ đá màu trắng lực lượng, dùng thần văn chi thuật chế tạo đông đảo thần ảnh chiến hồn. Hơn nữa, thần ảnh chiến hồn, chỉ cung cấp cho U Linh Vệ sử dụng, dù là Tu La Điện 10 đại Diêm La cũng không đãi ngộ này. Nếu như nói Tu La Điện là sáng trên mặt lực lượng, cái kia U Linh Vệ thì là không nhìn thấy lực lượng, cũng là Tiêu Phàm to lớn vương bài một trong.
Từ khi U Linh Vệ thành lập tới nay, còn chưa chân chính hiện thân qua, bây giờ có thể tính là lần đầu tiên. Phu quân, những năm này vất vả ngươi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Diệp Thi Vũ khá là cảm xúc, nói ra. Ta không vất vả, Thái Cổ Thần Giới vẻn vẹn đi qua tầm 10 năm mà thôi, nhưng lại ngươi, Chiến Hồn Đại Lục lại là đã trải qua vạn năm thời gian. Tiêu Phàm đem Diệp Thi Vũ ôm vào lòng, nhục thân nói. Một bên Sở Vân Bắc liền vội vàng chuyển người đi, xem như cái gì cũng không thấy. Biểu ca, lần này tới, chủ yếu nhất là muốn cho ngươi mò thấy Tu La tộc thực lực, lần tiếp theo đến, ta sẽ nhất thống Tu La tộc. Thật lâu, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Sở Vân Bắc nói. Ta nhất định toàn lực mà làm, Sở Vân Bắc cắn răng nói. Tiêu Phàm đối với hắn tín nhiệm, hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, trong lòng trừ bỏ cảm ơn, không còn gì khác. Đã như vậy, vậy liền đi với ta gặp một chút Tu La tộc đại trưởng lão a. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, ngay sau đó đạp không mà lên, Diệp Thi Vũ cùng Sở Vân Bắc hai người cùng tại sau lưng hắn. Phu quân, điều tra Tu La tộc thực lực, không nên trong bóng tối tiến hành sao? Diệp Thi Vũ lo lắng nói. Tu La tộc dù sao cũng là đại tộc, cường giả như mây, nếu như bên ngoài điều tra hắn thực lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương để bọn hắn muốn thấy được. Nếu như là trong bóng tối tiến hành, mới có thể chân chính thấy rõ ràng Tu La tộc nội tình. Nếu như là thế lực khác, tự nhiên là nên trong bóng tối tiến hành, nhưng Tu La tộc. Tiêu Phàm lắc đầu cười nói, ta dù sao cũng là Tu La tộc tộc trưởng, bọn họ không dám trắng trợn đối phó các ngươi. Hai người nghe vậy, lập tức hiểu được, Tiêu Phàm đây là đang vì U Linh Vệ an toàn nghĩ. Biểu đệ, tạ ơn. Sở Vân Bắc cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm nói. Phu quân, nói cho ta một chút Thái Cổ Thần Giới sự tình a. Diệp Thi Vũ nói tránh đi. Tốt, Tiêu Phàm cười cười, Thái Cổ Thần Giới mặc dù chỉ là đi qua tầm 10 năm, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, thời gian nhưng cũng không ngắn, thật sự là hắn kinh lịch sự tình nhiều lắm. Tiêu Phàm một bên giảng thuật mình ở Thái Cổ Thần Giới kinh lịch sự tình, một bên hướng Tu La Thành chạy tới. Mặc dù Tiêu Phàm cố sự cũng không có khoa trương thành phần, nhưng nghe tại Diệp Thi Vũ trong tai, lại là một trận hãi hùng khiếp vía, những năm này, Tiêu Phàm không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, mới có hiện tại thành tựu. Trái lại nàng bản thân, vẻn vẹn chỉ là phong ấn Chiến Hồn Đại Lục mà thôi, mặc dù trôi qua vạn năm thời gian, nhưng nàng tu vi cũng đến gần vô hạn đại đế cảnh. Bất chi bất giác, ba người liền tới đến Tu La Thành. Ngay sau đó Tiêu Phàm gọi tới Tu La tộc các vị trưởng lão, đem Sở Vân Bắc giới thiệu cho Tu La tộc các vị trưởng lão. Thần thương đám người chỗ nào không minh bạch Tiêu Phàm mục tiêu, bất quá khi bọn họ nhìn thấy Sở Vân Bắc tu vi lúc, nhưng căn bản không coi là chuyện to tát. Một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử, cũng muốn giám thị Tu La tộc. Nhất định chính là nói đùa, một đám đại đế, ai lại sẽ đem một cái thần vương cảnh tiểu tử để ở trong mắt đâu. Đừng nói là thần vương cảnh, chính là đại đế, Tu La tộc cũng không cần để ở trong lòng, đến lúc đó cho hắn điểm lợi lộc, cam đoan để cho hắn quên mình là đến Tu La tộc làm gì. Tốt rồi, sự tình chính là nhiều như vậy, ngày mai, ta sẽ cùng với thần vô tâm rời đi huyết u cổ vực, tiến về man hoang cổ cương. Tiêu Phàm nhìn thấy trong mắt mọi người coi thường, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Thuộc hạ cả gan. Xin hỏi tộc trưởng tiến về man hoang cổ cương cần làm chuyện gì? Thần thương đột nhiên tiến lên một bước nói. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem thần thương nói, tự nhiên là tiến vào bách sát các cùng đế cung, tiến về nhân tộc thí luyện cổ lộ. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể. Thần thương vội vàng nói, ta Tu La tộc có tổ huấn, không nhưng. Tốt rồi, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ không vui, nói Tu La tộc còn có tổ huấn, không thể phạm thượng đâu. Thần thương vội vàng ngậm miệng không nói, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, bọn họ những cái này Tu La tộc đều đối với Tiêu Phàm xuất thủ qua, nếu như dựa theo tổ huấn, cái kia đều phải lấy cái chết tạ tội. Nhưng bọn họ bây giờ còn sống sót, không phải liền là vi phạm tổ huấn sao? Huống chi, đầu này tổ huấn đã không thể khảo cứu, có lẽ là lúc trước Tu La tộc tiền bối sợ ta Tu La tộc tu sĩ tổn thất nặng nề, lúc này mới không cho mọi người tham dự. Tiêu Phàm dừng một chút. Lại nói, tất nhiên hiện tại ta là Tu La tộc tộc trưởng, cái kia quy củ liền do ta tới định, từ giờ trở đi, ta Tu La tộc tu sĩ, cũng có thể tiến vào bách sát các cùng đế cung, cũng có thể tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ.
Thần Thương đám người sắc mặt khó coi hết sức, lại không biết như thế nào phản bác. Tu La tộc tộc trưởng cao hơn tất cả, đừng nói cải biến quy củ, chính là để bọn hắn đi chết, bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh, không thể phản kháng. Tộc trưởng, thật lâu, Thần Thương thở sâu, lấy dũng khí nói, ta Tu La tộc nhân đinh mỏng manh, thực sự không nên tham dự bách sát các sự tình a. Không nên sao, theo ta thấy, là không dám a. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, thượng cổ thời kỳ, ta Tu La tộc tu sĩ chưa từng tham sống sợ chết qua. Chẳng lẽ đến chúng ta thế hệ này, Tu La tộc liền trở thành tham sống sợ chết đại danh từ hay sao? Đám người câm như hến, không dám ngôn ngữ. Tiêu Phàm tiếp tục nói, các ngươi có biết, Tu La tộc vì sao ngày càng suy yếu? Đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, Thần Thương lắc đầu nói, còn mời tộc trưởng chỉ rõ. Liền là bởi vì các ngươi tham sống sợ chết, Tiêu Phàm nổi giận nói, Tu La tộc, vốn là vì chiến đấu mà sống chủng tộc, nếu như cũng đã mất đi bản tính, có được Tu La huyết mạch thì có ích lợi gì? Đám người á khẩu không trả lời được, Thần Thương vẫn còn muốn tranh biện vài câu, nói tộc trưởng, có thể đây là tổ tiên quy củ. Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống, trực tiếp cắt ngang Thần Thương lời nói, từ giờ trở đi, ta chính là quy củ. Từ giờ trở đi, ta chính là quy củ. Tiêu Phàm bá đạo thoại ngữ vang vọng thật lâu trong đại điện, Thần Thương đến miệng bên cạnh mà nói trực tiếp bị nén trở về, hắn cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Đám người thực sự nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm rốt cuộc là nơi nào đến lực lượng, còn chưa được mọi người tán thành, liền muốn khống chế Tu La tộc. Coi như ngươi là Tu La tộc tộc trưởng lại như thế nào? Chúng ta đều có thể không phản kháng ngươi chính là, về phần mệnh lệnh, cũng chỉ nếu không vi phạm chính là, một mình ngươi chẳng lẽ còn thật muốn ứng phó toàn bộ Tu La điện hay sao? Nói câu không dễ nghe, Tu La tộc đám người mặt ngoài mặc dù nhận Tiêu Phàm tộc trưởng này, nhưng lòng dạ bên trong lại là hờ hững, thậm chí khinh thường, căn bản không coi là chuyện to tát. Về phần Tiêu Phàm phái tới tiểu tử này, đám người hoàn toàn xem như một chuyện cười. Mọi người không có ý kiến gì à? Tiêu Phàm nhìn xung quanh đại điện đông đảo Tu La tộc trưởng lão, khoát tay một cái nói, không có liền tản đi. Tu La tộc các vị trưởng lão cáo lui, cũng không nhắc lại Tiêu Phàm rời đi sự tình. Bọn họ cũng ước gì Tiêu Phàm rời đi, dạng này bọn họ quyền lực mới có thể chân chính được giải phóng. Thậm chí, có người hận không thể Tiêu Phàm chết ở Bách Sát Các, dạng này Tu La tộc cũng không có người dám quản bọn họ. Phu quân, người cường thế như vậy, không sợ hoàn toàn ngược lại sao? Diệp Thi Vũ trong đầu trả về nghĩ đến vừa mới những trưởng lão kia rời đi ánh mắt, không khỏi lo lắng nói. Không, chỉ có dạng này, bọn họ mới không dám công nhiên phản kháng điện chủ mệnh lệnh, dù là điện chủ chỉ là thần vương cảnh. Một bên Sở Vân Bắc híp hai mắt, 10 điểm khẳng định nói. Biểu ca, nơi này sự tình, liền tạm thời giao cho ngươi. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Tu La tộc trưởng lão mặc dù cũng là đồ đê tiện, nhưng Tiêu Phàm nói chuyện lại không vì giả, Tu La tộc yên ổn quá lâu, để bọn hắn đã mất đi trước kia nhiệt huyết. Lâu dài xuống dưới, Tu La tộc chỉ biết phai mờ tại chúng, cuối cùng biến mất, liền bất cứ dấu vết gì cũng không tìm tới. Đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được, tất nhiên hắn hiện tại trở thành Tu La tộc tộc trưởng, liền muốn cải biến tất cả những thứ này, bất luận là vì Tu La tộc, vẫn là vì hắn bản thân. Đến mức nhường những trưởng lão này tâm phục khẩu phục, Tiêu Phàm có là thời gian. Cùng Sở Vân Bắc thông báo một ít chuyện, Tiêu Phàm lúc này mới mang theo Diệp Thi Vũ cùng Thần Vô Tâm rời đi. Một gian đại điện bên trong, tụ tập tốt mấy vị trưởng lão, mỗi người sắc mặt đều không tốt nhìn. Đại trưởng lão, tiểu tử kia cũng quá kiêu ngạo, cái gì hắn liền là quy củ, cái này là hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Một vị trưởng lão phẫn nộ nói. Đúng vậy à, đại trưởng lão, hắn mặc dù là tộc ta tộc trưởng, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái thần vương cảnh mà thôi, lại có tài đức gì đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Một cái trưởng lão khác không cam lòng nói. Đám người ngươi một lời, ta một câu, không khác nhau đều chỉ Tiêu Phàm. Thần Thương sắc mặt hờ hững, quét mắt chúng nhân nói, vậy các ngươi vừa rồi vì sao không nói? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngậm miệng không nói. Bọn họ ngược lại là muốn phản bác, nhưng bọn hắn chưa hẳn trên dưới một lòng, nếu là tại chỗ phản bác, bị Tiêu Phàm bắt lấy bím tóc, vậy liền xui xẻo. Tốt rồi, việc này đến đây coi như thôi, hắn rời đi,
không phải cũng là các ngươi muốn sao? Thần Thương lại nói, hắn nếu là có thể cường đại lên, đối với ta Tu La tộc cũng là chuyện tốt, nếu là chết ở bên ngoài, đối với chúng ta mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, không phải sao? Đại trưởng lão nói đúng, này là chính hắn quyết định, cho dù chết, cũng không trách được ai. Một trưởng lão ánh mắt sáng lên nói. Những người khác cũng đã minh bạch, không còn sách Tiêu Phàm sự tình. Đợi đến các vị trưởng lão rời đi, Thần Thương đột nhiên thở dài một hơi nói, một đời mới tộc trưởng xuất hiện, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, ta Tu La tộc có thể sừng sững vạn cổ không ngã, như thế nào một đời tộc trưởng có thể quyết định. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Tu La tộc còn có cái gì át chủ bài hay sao? Bất quá Tiêu Phàm nhất định là không biết, hắn và Diệp Thi Vũ, Thần Vô Tâm ngồi thần chu đã rời đi Huyết U cổ vực. Thần Vô Tâm, tiến về Man Hoang cổ cương, nhất định phải đến Vạn La đế vực sao? Tiêu Phàm đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa chân trời nói. Bằng vào chúng ta tốc độ, muốn đuổi tới Man Hoang cổ cương, đoán chừng muốn hơn một năm thời gian, bây giờ khoảng cách bách sát các tuyển người đã chỉ còn lại có thời gian một năm, chỉ có thông qua Vạn La đế vực truyền tống trận, mới có thể mau chóng đến. Thần Vô Tâm giải thích nói. Dứt lời, hắn lại bổ sung một câu, hơn nữa, dù là đến Vạn La đế vực, chúng ta cũng đoán chừng phải hao phí 2-3 tháng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong lòng của hắn đối với Vạn La đế vực vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù là sóng trời đã thừa nhận hắn là bách sát các người. Nhưng vạn nhất Vạn La đế vực không để ý tới sóng thiên mặt mũi đâu. Người sự tình ta nghe nói qua, người yên tâm, tạm thời mà nói, Vạn La đế vực đại đế cảnh cường giả là không dám ra tay với ngươi. Thần Vô Tâm nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, nói. Tiêu Phàm không hiểu. Lần trước bách sát bảng, người bài danh thứ ba, chính là có tư cách tiến vào đế cung cùng bách sát các người. Bây giờ 3 năm kỳ hạn còn chưa đi qua, ngươi như trước vẫn là đế cung cùng bách sát các người, bọn họ nếu ra tay với ngươi, đế cung cùng bách sát các chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần Vô Tâm giải thích nói. Nói cách khác, việc này qua đi, bọn họ liền sẽ không bảo hộ ta. Tiêu Phàm lập tức hiểu được. Lấy thực lực ngươi cùng thiên phú, việc này qua đi, ngươi còn cần bảo hộ sao? Thần Vô Tâm trợn trắng mắt. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phàm lắc đầu, ai có thể có 10 điểm nắm chắc đột phá đại đế cảnh đâu. Huống chi, muốn cùng Vạn La đế vực là địch, đại đế cảnh đỉnh phong đều chưa hẳn đầy đủ, bất quá, Tiêu Phàm vẫn là tự tin, lại qua một đoạn thời gian, mình cũng chưa hẳn e ngại Vạn La đế vực. Thần Vô Tâm không nghĩ xoắn suýt vấn đề này, nói tránh đi, đúng rồi, ngươi là gia nhập đế cung, hay là gia nhập bách sát các? Không phải trước gia nhập bách sát các, bách chiến thắng được về sau. Mới có thể tiến nhập đế cung sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Nói là nói như vậy, nhưng là bách sát các cùng đế cung vẫn còn có chút khác nhau. Thần Vô Tâm lắc đầu, nói, bách sát các người có thể gia nhập đế cung, nhưng là đế cung người, lại chưa chắc có thể tiến vào bách sát các. Vì sao vậy? Tiêu Phàm càng thêm không hiểu. Bách sát các không phải cho đế cung đưa vào nhân tài sao? Theo lý thuyết, đế cung so bách sát các càng thêm cường đại cùng cao cấp mới đúng a, nhưng bây giờ cho Tiêu Phàm cảm giác là, đế cung không bằng bách sát các. Bởi vì đế cung là nhân tộc đại đế cường giả căn cứ, nói chung, chỉ có đại đế mới có thể gia nhập đế cung, thần vương cảnh có thể gia nhập đế cung lại là phượng mao lân giác. Bất quá, thần vương cảnh tu sĩ nếu là có thể gia nhập đế cung tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, đột phá đại đế cảnh hy vọng rất lớn. Thần Vô Tâm dừng một chút. Giải thích nói. Đột nhiên hắn lại lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là, bách sát các, đã có cơ hội tiến vào chủng tộc khác, cũng chính là vạn tộc thí luyện cổ lộ, cùng vạn tộc cường giả cùng thiên tài giao phong, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bách thắng, cũng thông qua bách sát tuyệt trận khảo nghiệm, cho nên rất nhiều người đều sẽ trước lựa chọn gia nhập bách sát các. Vạn tộc thí luyện cổ lộ, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc nói, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, trong lòng không khỏi tò mò. Tiêu Phàm đi tới Thái Cổ Thần Giới tầm 10 năm thời gian, một mực ở tại Thiên Võ Cổ Vực, mặt khác đế vực đều đi thiếu, lại càng không cần phải nói không thuộc về nhân tộc phạm vi bên trong địa vực. Bây giờ nghe vạn tộc thí luyện cổ lộ, Tiêu Phàm tự nhiên hứng thú. Người bây giờ là thần vương cảnh đỉnh phong, nếu như thông qua bách sát tuyệt trận khảo nghiệm, có thể lựa chọn tiến vào mặt khác thí luyện cổ lộ.
Thần vô tâm lại nói. Chủng tộc khác thí luyện cổ vực, có chỗ tốt gì sao? Tiêu Phàm hỏi. Hắn hiện tại có thể là có tư cách tiến vào đế cung, nếu như tiến vào chủng tộc khác thí luyện cổ lộ không có chỗ tốt, Tiêu Phàm tự nhiên là không nguyện ý đi vào. Chỗ tốt tự nhiên có. Thần vô tâm giải thích nói, hắn vì tiến vào Bách Sát Các, hiển nhiên sớm hiểu được đế cung cùng Bách Sát Các đủ loại tin tức. Dừng một chút, hắn lại nói, nhân tộc mặc dù chiếm cứ thái cổ thần giới 3.000 địa vực, nhưng so với vạn tộc mà nói, cũng 10 điểm nhỏ bé, hơn nữa, nhân tộc truyền thừa cùng chủng tộc khác khác biệt. Nhân tộc dựa vào là truyền miệng, nhưng rất nhiều chủng tộc dựa vào là huyết mạch truyền thừa, bởi vậy nhân tộc rất nhiều phương pháp tu luyện chậm rãi biến mất ở dòng sông lịch sử. Nhưng chủng tộc khác có rất nhiều cổ pháp cùng cổ thuật, lại chất chứa ở trong huyết mạch, vô số năm tháng tích lũy, chủng tộc khác truyền thừa càng ngày càng nhiều. Tiến vào chủng tộc khác thí luyện cổ lộ, có rất lớn cơ hội tìm được bọn họ truyền thừa cùng phương pháp tu luyện, đây là nhân tộc thí luyện cổ lộ không có. Bởi vậy, cường giả chân chính, đều sẽ lựa chọn tiến vào Bách Sát Các, đương nhiên, gia nhập Bách Sát Các tỷ lệ tử vong rất cao, rất nhiều còn chưa đột phá đại đế cảnh liền yêu chiết. Tương phản, chỉ cần đi vào đế cung, trên cơ bản có thể đột phá đại đế cảnh, trở thành nhân tộc 3.000 vực cường giả, đây cũng là vì sao đế cung địa vị cao hơn Bách Sát Các một trong những nguyên nhân. Tiêu Phàm thỉnh thoảng gật đầu, khó trách gia nhập đế cung so gia nhập Bách Sát Các phải gian nan rất nhiều, gia nhập đế cung, trên cơ bản có thể cam đoan đột phá đại đế. Nhưng gia nhập Bách Sát Các, vậy nhưng thì chưa chắc, thời khắc sẽ có mất mạng nguy hiểm. Đúng rồi. Người đoạt được Bách Sát bảng hạng 3, là có thể đặc biệt tiến vào đế cung. Thần vô tâm lại bổ sung một câu, không nhiều, người một khi gia nhập đế cung, cũng sẽ không thể tiến vào Bách Sát Các. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn biết rõ, bản thân đến ở đế cung cùng Bách Sát Các tầm đó là một lựa chọn. Mặc dù nói gia nhập Bách Sát Các có thể gia nhập đế cung, nhưng người nào biết rõ Bách Sát Các cùng đế cung tầm đó là quan hệ như thế nào, vạn nhất giữa hai bên có mâu thuẫn đâu. Đến lúc đó, hắn nếu là chân đứng hai thuyền, khẳng định hai bên đều không phải là người. Nhân tộc thí luyện cổ lộ, dĩ nhiên rất mê người, nhưng ta mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là đột phá đại đế cảnh. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Nếu là chỉ muốn đột phá đại đế cảnh, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn gia nhập đế cung, không bao lâu liền sẽ trở thành chân chính đại đế cường giả. Nhưng đột phá đại đế cảnh về sau đâu? Không thể không nói. Tiêu Phàm dự định rất lâu dài, mặc dù bây giờ chỉ là thần vương cảnh tu vi, nhưng hắn đã cân nhắc đến cùng vạn tộc cường giả giao phong. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn Tiêu Phàm tu luyện tu la cửu biến, cần đại lượng thần huyết, đây là nhân tộc thí luyện cổ lộ không cho được hắn. Mấy người trò chuyện với nhau lúc này, Tiêu Phàm liền cùng Diệp Thi Vũ rời đi bong thuyền, về tới trong khoang thuyền. Hai vợ chồng nhiều năm không gặp, một cái giống như củi khô. Một cái giống như liệt hỏa, tự nhiên không thể thiếu một phen triền miên. Hai tháng sau, thần chu rốt cục bay vào vạn la đế vực khu vực, nồng đậm thần lực chi khí tốc thẳng vào mặt, không biết so phổ thông cổ vực nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Mấy ngày sau, một tòa cổ lão thành trì nguy nga tiến vào Tiêu Phàm bọn họ trong tầm mắt, một cỗ khí tức cường đại từ bốn phía nhanh chóng lướt qua. Không hổ là đế vực, thần vương cảnh mặc dù không đạt tới đi đầy đất cấp độ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói. Tiêu Phàm, người không cần cải biến một lần dung mạo. Thần vô tâm cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Phải biết, Tiêu Phàm sự tích cùng khuôn mặt đã sớm truyền khắp các đại đế vực, nhất là vạn la đế vực, đoán chừng đã đạt đến người người kêu đánh cấp độ. Dù là không cần hướng vạn đạo mở miệng, đoán chừng cũng không ít người nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Đã không kịp, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, một cỗ cường hoành khí tức phô thiên cái địa cuốn tới, ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm chung quanh, đem ba người bọn họ vây ở trung ương. Kiếm Hồng Trần, ngươi lại còn dám đến Vạn La Đế Thành, là tới chịu chết sao? Tiêu Phàm cũng tốt, Kiếm Hồng Trần cũng được, ngươi dám bước vào Vạn La Đế Thành, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Vạn La Đế Thành không chào đón ngươi, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Đám người phẫn nộ gầm thét, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên, đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Hướng Nam Thiên cái chết, mặc dù Tiêu Phàm lúc trước làm rất bí ẩn, nhưng Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Phong hai người sống sót đào thoát,
đã sớm đem việc này tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy lần trước Tiêu Phàm mặt đối với Hướng Vạn Đạo lúc cũng liền trực tiếp thừa nhận, đây cũng là vì sao Hướng Vạn Đạo sẽ tự hạ thân phận xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm nguyên nhân. Ta đã vậy còn quá được hoan nghênh, Tiêu Phàm mảy may không quan tâm bốn phía tu sĩ ý uy hiếp, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Lời này vừa nói ra, đám người càng tức giận hơn, người nhà, chúng ta đây là hoan nghênh ngươi sao? Đây là muốn giết ngươi tốt à? Thần Vô Tâm cũng là khóe miệng giật một cái, hắn phát hiện Tiêu Phàm trái tim thật đúng là không phải bình thường cường đại, mặt đối với nhiều người như vậy, lại còn có thể chuyện trò vui vẻ. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm trốn được. Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp, hồn nhiên không biết nguy hiểm, nàng biết rõ, Tiêu Phàm dám đến nơi này, tự nhiên có hắn ỷ vào. Các ngươi rất muốn giết ta, Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, từng bước một hướng về cửa thành đi đến, trước tu sĩ không ngừng lùi lại, vậy mà trong lúc nhất thời không dám ngăn cản. Kiếm Hồng Trần, ngươi là đi tìm cái chết sao? Cũng đúng lúc này, gầm lên một tiếng vang lên, ngay sau đó một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, cửa thành bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, một mặt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. A, Hướng Nam Phong, ngươi còn chưa có chết. Tiêu Phàm thần sắc không động, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem người đối diện ảnh, tựa như gặp được nhiều năm không gặp lão bằng hữu một dạng. Lần trước Tiêu Phàm cố ý để lộ cho Hướng Vạn Đạo một chút tin tức, vốn cho là Hướng Vạn Đạo sẽ tìm Hướng Nam Phong phiền phức, nhưng hắn không nghĩ tới, Hướng Nam Phong vậy mà chuyện gì đều không có. Đám người bị Tiêu Phàm lời nói cho khiếp sợ đến, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại dám cùng Hướng Nam Phong tranh phong tương đối. Hừ, người chết ta đều sẽ không chết. Hướng Nam Phong lạnh rên một tiếng, trên người áo bào cổ động, cường hoành sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, Kiếm Hồng Trần, cho ta đại ca lấp mệnh a. Nói xong, Hướng Nam Phong trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, giống như một trận gió đồng dạng, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, đâm về phía hắn mi tâm. Thời không pháp tắc, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, thân hình không tránh không lùi, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay tách ra một cái điểm sáng màu trắng. Quỷ dị là, điểm sáng màu trắng cùng Hướng Nam Phong mũi kiếm va chạm về sau, vậy mà rằng co cùng một chỗ. Hướng Nam Phong con người hơi co lại, hiển nhiên, Tiêu Phàm thực lực vượt quá hắn dự liệu. Hướng Nam Phong, người muốn giết ta, thế nhưng là làm xong cùng Bách Sát Các cùng Đế Cung là địch chuẩn bị sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi nói. Tiêu Phàm thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem Hướng Nam Phong, căn bản không giống như là đang chiến đấu bộ dáng, ngược lại giống như là cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện một dạng. Hướng Nam Phong híp híp hai mắt, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm dụng tâm hiểm ác. Nếu như hắn Hướng Nam Phong như trước vẫn là trước kia Hướng Nam Phong, tự nhiên muốn vì Vạn La Đế vực an nguy cân nhắc, không dám cùng Bách Sát Các cùng Đế Cung là địch, nhưng nếu là hắn đã không còn là Hướng Nam Phong, đương nhiên sẽ không lại ở Vạn La Đế vực sống chết. Một khi thân phận của hắn bại lộ, muốn giết hắn đoán chừng không phải Tiêu Phàm, mà là Hướng Vạn Đạo. Đầu ngươi tạm thời gửi ở ngươi trên cổ, Vạn La Đế vực sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hướng Nam Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng, trường kiếm chấn động, thân hình hướng phía sau lui về phía sau mấy bước. Cũng vậy, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Ta Tiêu Phàm mặc dù giết Hướng Nam Thiên, là Vạn La Đế vực địch nhân. Nhưng ngươi không phải cũng giết Hướng Nam Phong, đồng thời đoạt xá Hướng Nam Phong thân thể sao? Nếu như ta là Vạn La Đế vực địch nhân, ngươi Hướng Nam Phong cũng giống như thế, Vạn La Đế vực cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này người khác đương nhiên sẽ không minh bạch, nhưng Hướng Nam Phong nhưng trong lòng rõ ràng rất, nhưng hắn lại không dám đối với Tiêu Phàm động thủ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt từ Hướng Nam Phong trên người rời, nhìn bốn phía tu sĩ, ánh mắt lạnh lẽo nói, còn có ai muốn động thủ sao? Băng lãnh khí tức từ Tiêu Phàm trên người tản ra, lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ. Vạn La Đế vực tu sĩ mặc dù phẫn nộ, còn thật không có người dám đối với Tiêu Phàm xuất thủ, Tiêu Phàm nếu là chết ở chỗ này, Đế Cung cùng Bách Sát Các chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nói Đế Cung cùng Bách Sát Các không nhất định vì một người chết mà làm to chuyện, có thể ai cũng không dám cược. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, cất bước hướng về cửa thành đi đến. Nhị thiếu, chúng ta không thể giết Tiêu Phàm,
nhưng có thể giết hắn bên người hai người a. Lúc này, trong đám người đi ra hai bóng người, cầm đầu một lão già lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hai người này, chính là lúc trước làm nhục hắn Vu Cửu cùng Hướng Vân Sinh. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Tiêu Phàm có thể còn nhớ mình lúc trước lời thề, Hướng Vân Sinh đưa cho chính mình khuất nhục, bản thân nhất định phải gấp 10 lần, gấp 100 lần còn trở về. Nhị thiếu, Hướng lão nói không sai, chúng ta giết hai người bọn họ, Đế Cung cùng Bách Sát Các có thể chưa chắc sẽ ra mặt. Vu Cửu cũng cười lạnh nói. Phốc, lời còn chưa dứt, một bóng người hiện lên, bay thẳng Vu Cửu, đám người chỉ thấy được một đạo chớp lóe hung hăng trà đạp ở Vu Cửu ngực. Theo một trận tiếng xương nứt thanh âm truyền ra, Vu Cửu thân thể giống như diều đứt dây một dạng bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở trên tường thành. Đám người một mặt kinh ngạc, hướng về đạo thân ảnh kia nhìn lại, nhưng mà còn không chờ bọn hắn bắt được đạo thân ảnh kia, lại là nhìn thấy một cái đại thủ đột nhiên gắt gao bấm Hướng Vân Sinh cổ. Làm càn, Hướng Nam Phong lấy lại tinh thần, phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm nói. Đám người thấy thế, cũng tất cả đều vây quanh, chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm lại dám ở Vạn La Đế Thành bên ngoài, xuất thủ ứng phó người nhà họ Vạn. Hướng Vân Sinh đúng không? Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới Hướng Nam Phong, trong mắt hắn, Hướng Nam Phong chỉ là một cái không nổi lên được bọt nước châu chấu. Ta nói qua, ngày đó ngươi cho ta tất cả, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Hướng Vân Sinh bị Tiêu Phàm đại thủ bóp cổ, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, phía trên trán nổi gân xanh. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà dám ở chỗ này động thủ với hắn, chẳng lẽ hắn chán sống sao? Hướng Vân Sinh càng không có nghĩ tới là, đã từng cái kia hắn nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều run rế, bây giờ đã trở nên đáng sợ như thế, liền hắn đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hỗn trướng, còn không thả ra Hướng lão. Hướng Nam Phong nổi giận nói. Hướng Vân Sinh ở Vạn Gia địa vị không thế nào, vẻn vẹn chỉ là ngoại môn trưởng lão mà thôi, có thể bất kể như thế nào, cũng là hắn Hướng ra người, như thế nào một cái nho nhỏ cổ vực tu sĩ có thể lăng nhục. Lan, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, lạnh lùng chừng Hướng Nam Phong một chút, u sâm mà sắc bén con ngươi, giống như từng chuôi lợi nhận cắt Hướng Nam Phong thân thể, dọa đến hắn liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Đám người một mặt kinh ngạc, Tiêu Phàm vẻn vẹn một ánh mắt mà thôi, vậy mà liền dọa lui Hướng Nam Phong. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mấy tức về sau, Hướng Nam Phong lấy lại tinh thần, vì chính mình vừa rồi khiếp đảm mà ảo não, lạnh giọng nói, Kiếm Hồng Trần, ngươi nếu dám tổn thương Hướng lão một sợi lông, ta nhất định muốn ngươi chôn xương nơi này. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt một điểm. Phốc một tiếng, Hướng Vân Sinh một đầu cánh tay ném đi mà lên, màu đỏ tươi máu tươi vẩy ra mà ra. Tê đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Mãnh nhân a, hắn vậy mà thực có can đảm tổn thương Hướng ra người, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Ngươi, Hướng Nam Phong khó thở, sắc mặt âm tình bất định, người tới, cho ta giết bọn họ. Hướng Nam Phong vẫn như cũ không dám ứng phó Tiêu Phàm. Đành phải đem mục tiêu chuyển hướng Diệp Thi Vũ cùng Thần Vô Tâm. Hướng Nam Phong, ngươi là muốn cùng ta Tu La tộc là địch sao? Thần Vô Tâm cười lạnh một tiếng, trên người bộc phát ra cường hoành khí tức, ở sau lưng hắn, càng là xuất hiện một đạo huyết sắc ma ảnh. Tu La ma ảnh, hắn là Tu La tộc, đám người có người kinh hô một tiếng, một mặt không thể tin nhìn xem Thần Vô Tâm. Có một ít người lại là đã sớm nhận ra Thần Vô Tâm. Dù sao Thần Vô Tâm là từ Vạn La Đế vực tiến vào Bách Sát chiến trường Tu La tộc. Chỉ là bọn hắn trong lòng kinh ngạc là, Hướng Nam Phong hẳn phải biết Thần Vô Tâm là Tu La tộc nhân mới đúng a, có thể nhìn hắn bộ dáng, lại tựa như hoàn toàn không biết. Nghe được đám người tiếng kinh hô, Hướng Nam Phong con người bỗng nhiên co rụt lại, đoạt xá Hướng Nam Phong nhục thân, hắn đối với thái cổ thần giới sự tình tự nhiên cũng có hiểu biết. Tu La tộc, đây chính là thượng cổ đại tộc. Cũng không phải hắn hiện tại có thể chọc nổi. Tốt, tốt, ngươi là Tu La tộc người, ta không giết ngươi, có thể nàng đâu. Hướng Nam Phong âm trầm con ngươi chuyển hướng Diệp Thi Vũ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đối với Diệp Thi Vũ. Giết ta sao? Diệp Thi Vũ khẽ cười một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng thở dài, từng đạo lưu quang nở rộ,
ở chung quanh nàng ra vô số thần văn, đem nàng bảo hộ ở trung ương. Ngay sau đó Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi nếu là muốn cùng Phong Thiên Nhất Tộc là địch, đại khái có thể động thủ. Phong Thiên Nhất Tộc, nghe được bốn chữ này, Vạn La Đế Vực tu sĩ không khỏi dọa đến bỗng nhiên khẽ run rẩy, ánh mắt bên trong đều là vẻ kiêng dè. Phong Thiên Nhất Tộc, đây chính là cổ cương đại tộc A, như thế nào bọn họ nho nhỏ đế vực tu sĩ có thể đắc tội? Đừng nói giết Phong Thiên Nhất Tộc người, liền là vậy tội Phong Thiên Nhất Tộc người, bọn họ cũng không dám. Phải biết, đây chính là so Bách Sát Các cùng đế cung còn kinh khủng hơn thế lực A. Giết Phong Thiên Nhất Tộc người, còn không bằng giết Tiêu Phàm cùng thần vô tâm. Hướng Nam Phong, người không phải muốn động thủ sao, cũng đừng nói cho ta biết, một cái đều giết không được. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Hướng Nam Phong nói, một bộ ta ăn chắc người bộ dáng. Hướng Nam Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, tựa như ăn mấy con chuột chết một dạng khó chịu. Giết Tiêu Phàm, hắn Hướng Nam Phong xác thực có ý nghĩ này, thế nhưng là hắn thật không dám, cũng không phải hắn sợ đế cung cùng Bách Sát Các trả thù, mà là lo lắng Hướng Vạn Đạo xuất thủ. Nếu như hắn liền Vạn La Đế Vực an nguy đều không để ý, thân phận của mình khả năng sẽ bị bại lộ, đây không phải hắn nghĩ nhìn thấy. Kỳ thật, Tiêu Phàm cũng không biết giờ phút này Hướng Nam Phong rốt cuộc là ai, bất quá hắn có thể xác định là, người này nhất định không phải nguyên lai Hướng Nam Phong. Về phần Hướng Nam Phong thể nội linh hồn, là loạn cổ đại đế, hay là loạn cổ đại đế tôi tớ, đối với hắn mà nói, không có cái gì hai dạng. Nếu như có thể, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không buông tha Hướng Nam Phong, chỉ là đang Vạn La Đế vực hắn cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Hắn cũng biết, Hướng Vạn Đạo đến nay còn chưa xuất hiện, thứ nhất là kiêng kỵ Bách Sát Các cùng đế cung, dù sao Tiêu Phàm là Lãng Thiên Khâm điểm người. Thần vương cảnh bên trong, có thể làm cho Lãng Thiên tự mình đi một chuyến mời, cũng chỉ có Tiêu Phàm đãi ngộ này. Thứ hai, Hướng Vạn Đạo chỉ là từ Thiên Tinh Tử trong miệng nghe nói Kiếm Hồng Trần giết hắn nhi tử Hướng Nam Thiên, Tiêu Phàm lúc trước lại không có trực tiếp thừa nhận, chỉ là châm chọc khiêu khích mà thôi. Hướng Vạn Đạo cũng không có chứng cứ gì, cho nên cũng không dám đuổi tận giết tuyệt. Thả ra Hướng lão, Hướng Nam Thiên trầm mặc thật lâu, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hắn hiện tại đã không muốn giết chết Tiêu Phàm, chỉ muốn cứu Hướng Vân Sinh. Buông hắn ra, Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, nói, lúc trước ta rơi ở trên tay hắn thời điểm, hắn có từng nghĩ tới buông tha ta. Tiêu Phàm trong đầu còn rõ ràng hiện lên Đế Huyết Thành một màn kia, bản thân chỉ là cổ thần cảnh tu vi, lại bị Vu Cửu cùng Hướng Vân Sinh buộc quỳ xuống. Nếu như không phải Bạch Ma cùng Lôi Viên đuổi tới, mượn Nghĩ Vương tay công kích Đế Huyết Thành, hắn Tiêu Phàm có lẽ sớm đã chết. Hiện tại để cho hắn thả Hướng Vân Sinh, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tiêu Phàm từ Hướng Nam Phong trên người thu hồi ánh mắt, một chưởng đánh vào Hướng Vân Sinh lồng ngực, trực tiếp làm vỡ nát hắn thần lực hải, phế đi hắn tu vi. Tiêu Phàm, người sao dám? Hướng Nam Phong mắt như chuông đồng, phẫn nộ quát lên. Nơi này chính là Vạn La Đế vực A, hắn Tiêu Phàm làm sao dám ở chỗ này tổn thương hắn Hướng ra người. Những người khác cũng là chấn động trong lòng mãnh liệt rung động, bọn họ đều nghe nói qua Tiêu Phàm làm người, vô luận là Tiêu Phàm cái tên này, hay là Kiếm Hồng Trần cái tên này, cũng là sát phạt quả đoán đại danh từ. Nhưng bọn họ cũng không dám tưởng tượng, Tiêu Phàm ở Vạn La Đế Thành xuất thủ ứng phó Hướng ra người. Theo bọn hắn nghĩ, Hướng ra người không hợp nhau hắn Tiêu Phàm nên thiêu cao hương. Thần vô tâm cũng bị Tiêu Phàm cử động làm cho sợ hết hồn, người nhà chỉ là đang mượn Bách Sát Các cùng đế cung tên, hoặc có lẽ là Lãng Thiên tên mà thôi, này mới khiến Hướng ra không dám động thủ. Nhưng người bây giờ, vậy mà ngay trước Vạn La Đế Thành vô số tu sĩ mặt, phế Hướng ra người, Hướng ra nếu là ra tay giết ngươi, Lãng Thiên cũng không giữ được ngươi a. Nhưng mà, tiếp đó, nhưng hắn càng thêm rung động sự tình đã xảy ra. Kiếm Hồng Trần, ta Hướng ra sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hướng Vân Sinh ra sức gào thét, trong miệng phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, cả người lập tức già mấy chục tuổi. Tu vi bị phế, thần lực hải phá toái, thân thể của hắn bị trọng thương. Hiển nhiên liền một người bình thường đều có vẻ không bằng. Quỳ xuống, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, căn bản không quan tâm Hướng ra sẽ xuất thủ. Đám người một mặt kinh ngạc, này Tiêu Phàm còn thật là chán sống,
đây là chuẩn bị lăng nhục Hướng Gia người sao? Theo Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, Hướng Vân Sinh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, xương bánh chè trực tiếp sụp đổ, máu me đầm đìa, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm, có gan giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Vạn La Đế Thành. Có đúng không? Tiêu Phàm thần sắc hờ hững nhìn xem Hướng Vân Sinh, thiếu chút nữa thì muốn động thủ. Một bên Thần Vô Tâm lộ ra vẻ lo lắng, hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm bất chấp hậu quả, giết Hướng Vân Sinh. Ngươi yên tâm, lúc trước ta nói qua, ngươi cho ta sẽ nhường ngươi gấp 100 lần hoàn trả, giết ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Tiêu Phàm đột nhiên tà cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên trong nháy mắt một điểm, Hướng Vân Sinh đầu gối phía dưới trực tiếp hóa thành bột mịn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hơn nữa, hắn chỗ đầu gối, còn có hai đoàn huyền diệu lực lượng, không ngừng cắn nuốt hắn lực lượng, để Hướng Vân Sinh quả thực đau đến không muốn sống. Đã ngươi ưa thích để cho người ta quỳ xuống, ta liền nhường ngươi quỳ đủ, từ nay về sau, ngươi vẫn quỳ mà sống. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, rốt cục không có giết chết Hướng Vân Sinh. Bất quá, hắn cử động hoàn toàn so giết Hướng Vân Sinh còn muốn cho Hướng Gia người khó chịu. Kiếm Hồng Trần, vực chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nơi xa, bị Tiêu Phàm một cước đạp bay Vu Cửu đứng dậy, giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm nói. Ồn ào, Tiêu Phàm nhàn nhạt vừa quát, đưa tay vung lên, một vệt sáng bỗng bắn vào Vu Cửu mi tâm, Vu Cửu trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mấy tức về sau, hắn con người chậm rãi khuếch tán, cả người hướng về phía sau ngã xuống, trên người lại không bất luận cái gì sinh cơ. Làm càn, Hướng Nam Phong giận tím mặt, chuẩn bị hướng về Tiêu Phàm oanh sát đi. Tiêu Phàm đầu tiên là phế Hướng Vân Sinh, hiện tại lại giết Vu Cửu, nếu như hắn một điểm biểu thị đều không có, vậy sau này ở Vạn La Đế vực tu sĩ trước mặt, còn có cái gì uy nghiêm? Làm càn lại như thế nào? Tiêu Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề sợ hãi nhìn xem Hướng Nam Phong nói. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng lại tràn đầy vô thượng bá đạo cùng cuồng vọng. Ta liền ở Vạn La Đế Thành giết ngươi Hướng Gia chó, vậy thì như thế nào? Hướng Vân Sinh ta là không dám giết, có thể Vu Cửu lại không họ Hướng, giết hắn lại như thế nào? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Vạn La Đế Thành tu sĩ dĩ nhiên phẫn nộ, lại không có người nào dám lên trước, Tiêu Phàm liền là đồ điên, liền Hướng Vân Sinh cũng dám phế. Bọn họ nếu là đắc tội cái này sát tinh, đến lúc đó suối quẩy đều là mình. Hơn nữa, Tiêu Phàm thế nhưng là bách sát bảng hạng 3, có thể xưng thần vương cảnh bên trong vô địch tồn tại, trừ phi đại đế cường giả xuất thủ, nếu không người ở đây, ai cũng không phải đối thủ của hắn. Thần Vô Tâm cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất bá đạo, có thể hôm nay sự tình, hoàn toàn đổi mới đối với Tiêu Phàm nhận biết. Gia hỏa này đâu chỉ bá đạo a, nhất định chính là người điên. Tiêu Phàm lại là không thèm quan tâm, băng lãnh con người đảo qua toàn trường, sau đó phóng ra bước chân, hướng về Vạn La Đế Thành bên trong đi đến. Tựa như hắn vừa mới giết chết không phải Hướng Gia người, liếc mắt một cái ven đường chó hoang mà thôi. Vạn La Đế vực tu sĩ nhao nhao cho Tiêu Phàm nhường ra một con đường, giờ phút này không có người nào ngăn cản. Các ngươi chẳng lẽ không biết, liền Hướng Nam Phong không phải chỉ có thể tức giận, không dám xuất thủ sao? Huống chi bọn họ những người này đâu. Diệp Thi Vũ khẽ cười một tiếng, đối với cảnh tượng như thế này đã sớm thành bình thường, năm đó Tiêu Phàm lấy chiến tôn cảnh tu vi, cũng dám khiêu khích chiến vương, huống chi hiện tại thần vương cảnh hắn đâu. Thần Vô Tâm thở sâu, khẽ cắn môi đi theo, hắn thực sợ Tiêu Phàm cái tên điên này liên lụy hắn. Thẳng đến Tiêu Phàm ba người biến mất ở trong thành cuối con đường, Hướng Nam Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ nói Tiêu Phàm. Ta với ngươi không chết không thôi. Cửa thành lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm cường thế cho khiếp sợ đến. Nhị thiếu, còn mời ban thưởng lão hủ cái chết. Nửa chết nửa sống Hướng Vân Sinh đột nhiên khẩn cầu nhìn xem Hướng Nam Phong nói, bây giờ hắn giống như phế nhân, muốn tự sát cũng không thể, sống sót đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cũng không muốn quỳ đi cả một đời, cái kia còn không bằng chết ngay bây giờ. Hướng lão, người thù, Hướng Gia sẽ thay người báo, quay đầu ta sẽ tìm tốt nhất thần dược sư chữa cho tốt ngươi. Hướng Nam Phong hít sâu một cái nói. Hướng Vân Sinh mặc dù chỉ là Hướng Gia chi thứ người, nhưng hắn cũng họ Hướng,
đại biểu tự nhiên là Hướng gia, có thể nào nhường hắn thụ này khuất nhục. Nghe được Hướng Nam Phong lời nói, Hướng Vân Sinh cho tàn ánh mắt lại nổi lên hy vọng quang mang, mặt âm trầm nói, nhị thiếu, Kiếm Hồng Trần tới nơi này, khẳng định là muốn mượn trước truyền tống trận hướng Man Hoang Cổ Cương, hiện tại hắn xem như đế cung cùng bách sát các người, nhưng hắn nếu không thể đúng thời hạn đạt tới Man Hoang Cổ Cương đâu. Lời này vừa nói ra, Hướng Nam Phong trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Đúng vậy a, hiện tại Tiêu Phàm, dám ở Vạn La đế vực hoành hành bá đạo, dựa vào là cái gì? Không hề nghi ngờ, dựa vào là bách sát các cùng đế cung. Nhưng hắn nếu là không thể đúng thời hạn đến Man Hoang Cổ Cương, gia nhập bách sát các cùng đế cung, có thể liền là bỏ lỡ cơ hội này. Một khi Tiêu Phàm không nhận bách sát các cùng đế cung bảo hộ, muốn lộng chết hắn Tiêu Phàm, đây còn không phải là như chơi đùa. Hắn chết chắc, Hướng Nam Phong đột nhiên thoải mái cười một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn liền tại chỗ biến mất, căn bản không lại cố kỵ Hướng Vân Sinh sống chết. Hắn hiện tại chỉ muốn ngăn cản Tiêu Phàm mượn nhờ trước truyền tống trận hướng Man Hoang Cổ Cương, một khi bỏ qua cơ hội, đến lúc đó Hướng gia muốn giết hắn Tiêu Phàm, quả thực cực kỳ dễ dàng. Điểm này, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sớm liền nghĩ đến, hắn sở dĩ dám lớn lối như vậy, tự nhiên có hắn dự định. Ba người đi ở Vạn La Đế Thành trên đường phố, thỉnh thoảng nghênh đón một chút ánh mắt khác thường, hiển nhiên, không ít người nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Thần vô tâm 10 điểm không hiểu, Tiêu Phàm thế nhưng là Vạn La Đế vực tội phạm truy nã a, vậy mà như thế trắng trợn tiến vào Vạn La Đế thành, chẳng lẽ sẽ không sợ bị Vạn La Đế vực người giết hại sao? Hắn không biết là, Tiêu Phàm muốn chính là cái này hiệu quả, nếu như lén lút, Vạn La Đế vực mới có thể càng thêm không kiêng nể gì cả ra tay với hắn. Chí ít, hắn hiện tại xem như đế cung cùng bách sát các người, Vạn La Đế vực đại đế cảnh cường giả không dám bên ngoài ứng phó hắn. Truyền tống trận tại đây, người hẳn biết chứ? Tiêu Phàm nhìn về phía thần vô tâm hỏi. Biết rõ, thần vô tâm gật đầu. Hắn đã sớm đang vì tiến vào bách sát các làm chuẩn bị, liên quan tới bách sát các một chút tin tức sớm đã trong lòng trong suốt, tự nhiên bao quát truyền tống trận. Dẫn đường, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc phun ra hai chữ. Thần vô tâm mặc dù rất khó chịu Tiêu Phàm ngữ khí, nhưng thế nhưng chính mình cũng là Tiêu Phàm mang ra. Cũng không dám chống lại Tiêu Phàm mệnh lệnh. Nói đến cùng, Tiêu Phàm bây giờ còn có một thân phận khác, kia liền là Tu La tộc tộc trưởng. Vạn La Đế thành rất lớn, Tiêu Phàm ba người hoa hai canh giờ, mới đi đến một mảnh quảng trường khổng lồ ở tại, nơi này hào quang vạn trượng, lưu quang bốn phía, sáng lạn hết sức. Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa nguy nga cung điện sừng sững ở quảng trường cuối cùng, bốn phía bao phủ một tầng tầng màn sáng. Hiển nhiên là một chút trận pháp, dùng để bảo hộ tòa cung điện kia. Truyền tống trận phí tổn cực lớn, cho dù là đế vực, cũng không thể không cẩn thận bảo hộ. Thần vô tâm nói nhỏ một tiếng. Phí tổn rất lớn sao? Tiêu Phàm trong lòng tự nói. Phải biết, ở chiến hồn đại lục hắn đều được chứng kiến rất nhiều cỡ nhỏ truyền tống trận A, liền tiểu thế giới đều khắp nơi đều là đồ vật, làm sao ở thái cổ thần giới lại có vẻ đầy đủ chân quý đâu. Mặc dù thái cổ thần giới truyền tống trận truyền tống khoảng cách tương đối xa xôi, nhưng chỉ cần thần văn chi thuật cường đại mà nói, phí tổn cũng không cao lắm mới đúng a. Chí ít, lấy thực lực của hắn, kiến tạo một cái truyền tống trận cũng không phải là quá việc khó tình. Rất lớn, theo ta được biết, vật liệu là một mặt, một phương diện khác thì là có thể kiến tạo truyền tống trận người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân tộc 3000 vực truyền tống trận, cơ bản cũng là phong thiên nhất tộc kiến tạo. Thần vô tâm giải thích nói. Nói đến đây, hắn lại không khỏi nhìn Diệp Thi Vũ một chút. Phong thiên nhất tộc, cũng hiểu thần văn thuật, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thi Vũ nói. Một bên thần vô tâm không khỏi trợn trắng mắt, nói, phong thiên nhất tộc phong ấn chi thuật vốn là thần văn thuật, người nói bọn họ biết hay không? Phong thiên nhất tộc huyết mạch truyền thừa, liền có được thần văn thuật. Diệp Thi Vũ gật đầu một cái. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm nhưng lại kinh ngạc, huyết mạch truyền thừa không phải thú tộc đặc thù năng lực sao, làm sao phong thiên nhất tộc cũng có loại này truyền thừa năng lực. Tiêu Phàm, truyền tống đại điện đến, thần vô tâm lời nói đem Tiêu Phàm tâm thần kéo lại, mấy người bất chi bất giác đã tới cung điện trước đó. Phía trên cung điện mang theo một khối kim sắc bảng hiệu, phía trên khắc lấy bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, truyền tống đại điện. Này truyền tống đại điện bên trong truyền tống trận.
không chỉ cùng man hoang cổ cương tương liên, hơn nữa còn cùng cấp dưới các đại đế vực tương liên. Thần Vô Tâm nhẹ giọng bổ sung một câu. À, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn, một cái truyền tống trận, lại có thể liên thông đông đảo đế vực, đây hoàn toàn vượt quá hắn năng lực. Nếu là kiến tạo song hướng truyền tống trận, hắn Tiêu Phàm có thể làm được, nhưng đa hướng truyền tống trận, lại không phải hắn có thể đủ làm đến. Đi thôi, chúng ta rời đi trước lại nói, này Vạn La đế vực tổng cho ta một loại tâm thần không yên cảm giác. Thần Vô Tâm không có giải thích nhiều, dẫn đầu hướng về truyền tống đại điện đi đến. Bất quá, hắn vừa mới đến truyền tống đại điện cửa ra vào, liền bị bốn cái hộ vệ ngăn lại, truyền tống trận hư hao, cần một năm thời gian mới có thể chữa trị khỏi, các vị mời rời đi a. Truyền tống trận hư hao, Thần Vô Tâm nhíu mày, hắn hiển nhiên không tin, truyền tống trận một dạng sử dụng mấy trăm năm cũng chưa chắc hư hao, coi như hư hao, cũng chẳng mấy chốc sẽ chữa trị khỏi. Chỗ nào cần một năm thời gian? Những thủ vệ này nói như vậy, rõ ràng là không muốn để cho bọn họ rời đi a. Hơn nữa này một năm thời gian, không phải là Bách Sát Các cùng đế cung báo danh thời gian sao? Đây cũng quá trùng hợp đi, Tiêu Phàm bọn họ không phải người ngu, tự nhiên biết rõ trong đó vận vị. Truyền tống trận hư hao, các ngươi không nghe thấy sao? Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là truyền tống đại điện bên trong. Hướng Nam Phong cười lạnh đi ra. Hướng Nam Phong, là ngươi dở trò quỷ. Thần Vô Tâm sát khí nặng nề nhìn xem Hướng Nam Phong nói. Hướng Nam Phong nhún nhún vai, một mặt cười nhạt nói, ta nhưng không có hư hao truyền tống trận năng lực, bất quá bất kể như thế nào, các ngươi là không thể kịp thời đuổi tới man hoang cổ thành, nghĩ đến là muốn bỏ lỡ một vài thứ. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, tựa như này tất cả đều đang hắn trong dự liệu một dạng. Hướng Nam Phong, sợ là nhiều ngươi thất vọng rồi, vị này chính là Phong Thiên nhất tộc, nàng có thể chữa trị truyền tống trận. Thần Vô Tâm cười lạnh một tiếng nói. Hướng Nam Phong sắc mặt cứng đờ, hắn lại là quên Tiêu Phàm bên người còn có Phong Thiên nhất tộc người ở, dùng truyền tống trận sự tình, căn bản uy hiếp không được Tiêu Phàm. Đột nhiên, Hướng Nam Phong ánh mắt lóe lên, khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, Kiếm Hồng Trần, Diệp Khuynh Thành không phải bằng hữu của ngươi sao? Bằng hữu của ngươi hiện tại gặp nạn, ngươi sẽ không bỏ đi không thèm để ý à. Diệp Khuynh Thành, nghe được cái này danh tự, Tiêu Phàm lông mày khẽ nhíu một chút, nếu là lúc trước, Tiêu Phàm tự nhiên không cần phải để ý đến Diệp Khuynh Thành sự tình. Nhưng là lần trước ở Bách Sát chiến trường, Diệp Khuynh Thành đã từng đứng ra trợ giúp qua hắn, Tiêu Phàm đã đem hắn trở thành bằng hữu, đương nhiên sẽ không bỏ đi không thèm để ý. Diệp Khuynh Thành như thế nào? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Người đi Diệp ra chẳng phải sẽ biết sao? Hướng Nam Phong cười thần bí, không cách nào dùng truyền tống trận uy hiếp Tiêu Phàm, hắn cũng chỉ có thể dùng Diệp Khuynh Thành ngăn chặn Tiêu Phàm. Nói xong, Hướng Nam Phong lập tức hất lên áo bào, cười lớn rời đi. Tiêu Phàm, chúng ta làm sao bây giờ? Thần Vô Tâm phẫn nộ nhìn qua Hướng Nam Phong rời đi bóng lưng. Lấy hắn đối với Tiêu Phàm làm người biết. Nếu là Hướng Nam Phong cố ý ngăn cản Tiêu Phàm chắc là sẽ không e ngại, có thể Hướng Nam Phong cầm Diệp Khuynh Thành sự tình mà nói sự tình, Tiêu Phàm đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi. Vô luận hắn có gạt ta hay không, đi trước Diệp ra một chuyến. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nếu là Diệp Khuynh Thành không có xảy ra việc gì còn tốt, hắn đi một chuyến Diệp ra cũng hoa không được bao dài thời gian, nếu là Diệp Khuynh Thành thật sự xảy ra chuyện tình. Vậy cũng tạm thời chỉ có thể lưu tại Vạn La Đế Thành. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quay người liền tới phía ngoài vừa đi đi, Thần Vô Tâm tới qua nhiều lần Vạn La Đế Thành, nhưng lại biết rõ Diệp gia phủ đệ ở nơi nào. Kể từ đó, cũng không cần Tiêu Phàm đến hỏi đường. Không bao lâu, Tiêu Phàm ba người liền tới đến một mảnh đại khí phủ đệ, còn chưa kịp hỏi Diệp Khuynh Thành tin tức, lại là gặp được một cái người quen. Kiếm Hồng Trần, ngươi làm sao ở nơi này? Người đến là một nữ tử, Tiêu Phàm từng tại Bách Sát chiến trường nhận biết, tên là Lý Thanh Trúc, chính là Vạn La đế vực nắm chắc thiên kiêu một trong. Tiêu Phàm giờ phút này mặc dù biến thành lúc đầu hình dạng, nhưng Lý Thanh Trúc vẫn là liếc mắt liền nhận ra, dù sao Kiếm Hồng Trần là Tiêu Phàm biệt hiệu sự tình, đã sớm truyền khắp Vạn La đế vực. Nghe nói Diệp Khuynh Thành đã xảy ra chuyện, Tiêu Phàm hỏi. Hắn nhớ mang máng Lý Thanh Trúc đã từng giữ gìn Diệp Khuynh Thành sự tình. Nàng này 8-9 phần 10 đối với Diệp Khuynh Thành có hảo cảm,
từ trong miệng nàng khẳng định có thể lấy được mình muốn. Quả nhiên, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lý Thanh Trúc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt càng là hiện lên một vòng sát mang, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, các ngươi đi theo ta. Lý Thanh Trúc hít sâu một cái nói. Nàng hơi kinh ngạc nhìn Thần Vô Tâm một chút, nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Thần Vô Tâm là Tiêu Phàm địch nhân a, làm sao hiện tại cùng Tiêu Phàm đi cùng một chỗ đâu. Tiêu Phàm gật gật đầu, đi theo Lý Thanh Trúc đi tới một tòa tử lâu phòng bên trong. Nói đi, Diệp Khuynh Thành đến cùng như thế nào? Tiêu Phàm sắc mặt có chút khó coi. Lý Thanh Trúc con người ửng đỏ, lờ mờ có hơi nước bốc hơi, nói, hắn vì bảo hộ ta, bị người phế tu vi, hơn nữa chúng độc rất nặng, bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc. Là ai động thủ? Tiêu Phàm bình tĩnh nói ra, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng lệ khí. Ta cũng không biết, Lý Thanh Trúc hai mắt đỏ bừng lắc đầu. Có đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, từ Lý Thanh Trúc thần sắc phán đoán, hắn khẳng định biết là ai động thủ, chỉ là nàng ở kiêng kỵ cái gì, không dám nói mà thôi. Phất tay, một đạo kết giới bao phủ toàn bộ phòng. Nói đi, Tiêu Phàm trầm giọng nói, trên người lấp lóe lấy như có như không sát khí. Lý Thanh Trúc trầm mặc lúc này mới nói, khả năng lớn nhất, chính là người Diệp gia động thủ. Diệp gia, Diệp Khuynh Thành không phải Diệp gia thiên tài sao, bọn họ làm sao có thể tự phế thiên tài? Thần Vô Tâm kinh ngạc nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn ẩn ẩn đã đoán được một ít chuyện, là người địa phương, liền sẽ có phân tranh, một đại gia tộc càng là như vậy. Ta cũng không có chứng cứ, lúc ấy đánh lén người chúng ta chính là đại đế cường giả. Hơn nữa che mặt, lúc ấy ta ngất đi, nếu như không phải ta gia tộc người kịp thời phát hiện, chúng ta đều đã chết. Lý Thanh Trúc lắc lắc đầu nói. Có phải hay không, Diệp Khuynh Thành tiềm lực, uy hiếp đến một ít người lợi ích. Tiêu Phàm hỏi, tỷ như Diệp Tam Sinh. Ngươi biết, một lần này đến phiên Lý Thanh Trúc kinh ngạc, Tiêu Phàm vừa tới Vạn La Đế Thành, làm sao có thể biết những chuyện này đâu. Dừng một chút, Lý Thanh Trúc lại nói, ngươi đoán không sai. Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Tam Sinh chính là Diệp gia đời sau gia chủ người ứng cử. Diệp gia có một quy củ, muốn trở thành gia chủ, nhất định phải đạt được tiên tổ truyền thừa tán thành. Lại là truyền thừa, Tiêu Phàm nhấp một miếng trà. Việc này ta nghe nói qua, Diệp gia huyết mạch rất đặc thù, muốn có được tiên tổ truyền thừa tán thành, huyết mạch càng tinh khiết hơn, lấy được truyền thừa hy vọng càng lớn, chẳng lẽ Diệp Khuynh Thành huyết mạch so Diệp Tam Sinh còn tinh khiết hơn? Thần Vô Tâm nói ra một chút bí mật. Lý Thanh Trúc trịnh trọng gật gật đầu, nói, không sai, Diệp Khuynh Thành huyết mạch độ tinh khiết, cực kỳ tiếp cận Diệp gia tiên tổ, bất quá, thế hệ này Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này rất cường thế, không có khả năng để một cái con em dòng thứ đoạt được vị trí gia chủ. Nói cách khác, Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này, vì ổn định vị trí gia chủ, đối với Diệp Khuynh Thành ngầm hạ sát thủ. Tiêu Phàm lông mày chậm rãi giãn ra. Nhưng trên người sát ý lại là càng ngày càng đậm hơn. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, tất cả mọi người không có chứng cứ, nhưng Diệp Khuynh Thành đã mất đi chiếm lấy vị trí gia chủ tư cách, nhất có ích chính là Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này. Lý Thanh Trúc gật đầu nói. Vậy ngươi đến Diệp gia phủ đệ, lại là vì sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Lý Thanh Trúc nói. Lý Thanh Trúc cúi đầu xuống, thở sâu, cắn răng nói, Diệp Khuynh Thành thần lực hải phá toái. Linh hồn trọng thương, nhưng còn có một tia phục hồi như cũ hy vọng, kia liền là Diệp gia tổ huyết. Tổ huyết, Thần Vô Tâm hít một hơi lạnh, nói, ngươi không phải là muốn để Diệp gia đem tổ huyết ban cho Diệp Khuynh Thành a? Nếu như là Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này tổn thương Diệp Khuynh Thành, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho sao? Lý Thanh Trúc trầm mặc, nàng cũng biết Diệp gia sẽ không cho, nhưng vẫn như cũ ôm một tia hy vọng, chỉ là cái này hy vọng cực kỳ xa vời mà thôi. Diệp gia nếu như có tổ huyết, cũng nhất định sẽ cho Diệp Tam Sinh, mà sẽ không cho Diệp Khuynh Thành a. Một mực trầm mặc Diệp Thi Vũ cũng bổ sung một câu. Lý Thanh Trúc trầm mặc, trong đôi mắt có hơi nước bốc hơi, hai tay bụng mặt gò má, rút tiếng nói, nhưng ta thật không biết như thế nào mới có thể chữa cho tốt hắn, dù là thần dược sư đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn thấy Lý Thanh Trúc bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng cảm khái không thôi, Diệp Khuynh Thành cũng là tốt phúc khí. Có thể có một nữ nhân như vậy thủ hộ đi theo. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nhu tình nhìn Diệp Thi Vũ một chút, hắn âm thầm thề, đời này nhất định không thể phụ lòng tiểu ma nữ.
Diệp Khuynh Thành tại đây, có lẽ, ta có thể cứu hắn. Tiêu Phàm thở sâu, nhìn về phía Lý Thanh Trúc nói. Vô luận là đứng ở như thế nào góc độ, Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình cũng nên cứu Diệp Khuynh Thành. Ngươi có thể cứu hắn. Lý Thanh Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng một dạng. Hết sức nỗ lực, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu nói. Diệp Trạch, một tòa 10 điểm không đáng chú ý phủ đệ, đứng đấy 4 bóng người, chính là Tiêu Phàm một nhóm, mấy người trong đầu không tự giác hồi vọng lại trước đó nhìn thấy Diệp gia phủ đệ. Cùng kia Kim Bích Huy Hoàng Diệp gia phủ đệ so sánh, trước mắt Trạch viện lộ ra quá không lên cấp bậc, thậm chí giống một cái xóm nghèo, chỗ nào hẳn là Diệp gia người chỗ ở địa phương. Diệp Khuynh Thành liền ở lại đây. Diệp Thi Vũ hơi kinh ngạc nói. Phải biết, nàng cũng là Diệp gia người, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng cùng Diệp Khuynh Thành thể nội lưu huyết dịch cũng là đồng nguyên. Chẳng qua là ban đầu ở chiến hồn đại lục thời điểm, Diệp Khuynh Thành ở tại Diệp gia chính là chủ mạch, mà Diệp Thi Vũ Diệp gia thì là chi thứ mà thôi. Khuynh Thành sau khi bị thương, nịnh bợ bọn họ mạch này người, tất cả đều trốn tránh, có một vài gia tộc thậm chí thiếu chút nữa thì động thủ. Lý Thanh Trúc giải thích nói. Điểm này, nhưng lại không có vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, năm đó Diệp gia ở chiến hồn đại lục mặc dù là cường đại gia tộc, có thể lại như thế nào cường đại, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là chiến thần cảnh tu vi mà thôi. Cỗ lực lượng này, xác thực có thể ở tiểu thế giới hoành hành bá đạo, nhưng đặt ở thái cổ thần giới, lại là còn thiếu rất nhiều. Khác không? Oanh, Tiêu Phàm lời nói. Giống như một đạo kinh lôi vang vọng ở Diệp Thệ Chi bên tai, lập tức để Diệp Thệ Chi thoát lực, ngã oặt trên ghế. Khuynh Thành, là cha hại ngươi. Diệp Thệ Chi đau thương cười một tiếng, cả người tựa như già mấy chục tuổi, tóc lộ ra càng thêm trắng bệch. Cha, hài nhi không trách ngươi, muốn trách thì trách Diệp gia. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, ánh mắt bên trong bắn ra một sợi lợi mang. Hắn mặc dù bị phế tu vi, thân thể trọng thương. Có thể trong nháy mắt ngưng tụ tinh khí thần, lại là đáng sợ đến cực điểm. Phu quân, người có thể hay không còn muốn một chút biện pháp? Diệp Thi Vũ có chút không đành lòng hỏi. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, nhìn về phía Diệp Thệ Chi cùng Diệp Khuynh Thành nói, vừa rồi ta dò xét ngươi thương thế, thần lực hải phá toái, linh hồn trọng thương, nội thiên địa cơ hồ hủy diệt, hơn nữa còn có một tia lực lượng hủy diệt bao vây lấy linh hồn ngươi, cái gì? Nghe được câu nói sau cùng. Diệp Thệ Chi lần nữa kinh hãi ngồi lên, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ thật đúng là thật ác độc a. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, mặc dù Diệp Khuynh Thành bây giờ còn sống sót, thế nhưng một sợi lực lượng hủy diệt tùy thời đều có thể thôi động, một khi thôi động, Diệp Khuynh Thành tuyệt đối sẽ một mệnh ô hô. Chớ nóng vội, Tiêu Phàm ra hiệu Diệp Thệ Chi bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói, một sợi này lực lượng hủy diệt, ta đã bóc ra. Ngăn cách bởi ngươi linh hồn không gian bên trong, tạm thời không có nguy hiểm gì. Tạ ơn Tiêu huynh, Diệp Khuynh Thành từ đáy lòng nói cảm tạ. Tiêu điện chủ, ngươi nhưng có biện pháp đem này sợi lực lượng hủy diệt rút ra Khuynh Thành linh hồn không gian? Diệp Thệ Chi lo lắng hỏi. Này hủy diệt chi lực nghiễm nhiên chính là một quả không định giờ bom, tùy thời đều có thể muốn Diệp Khuynh Thành mệnh, hắn không lo lắng kia là không thể nào. Ta có thể rút ra. Nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Tiêu Phàm lắc đầu, ta dùng thần văn chi thuật phong ấn nó, không cần Diệp huynh mệnh, hơn nữa, trong mắt của ta, này sợi lực lượng hủy diệt, xem như một cái chứng cứ. Chứng cứ, mấy người nghi hoặc không hiểu, Diệp Khuynh Thành đều phải chết, còn muốn chứng cứ gì để làm gì. Nói chung, thần lực đều ẩn chứa tu sĩ bản thân mệnh cách chi khí, chỉ cần căn cứ này sợi lực lượng hủy diệt, một khi tới gần lúc trước đánh lén Diệp Khuynh Thành người. Diệp Khuynh Thành liền có thể cảm ứng được. Chỉ là Diệp Khuynh Thành bây giờ trạng thái, coi như cảm ứng được địch nhân, cũng không có bất kỳ cái gì báo thù hy vọng a. Phu quân, ý ngươi là, có biện pháp khôi phục hắn tu vi. Diệp Thi Vũ lại là nghe được Tiêu Phàm một cái khác trọng ý nghĩ. Lời này vừa nói ra, Diệp Thệ Chi cùng Lý Thanh Trúc cũng tất cả đều ánh mắt phát lạnh, thậm chí ngay cả Diệp Khuynh Thành thần sắc đều chấn động một cái. Không sai. Ta có thể khôi phục hắn tu vi. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói bất lực sao? Thần vô tâm nhìn không được hỏi. Diệp Thệ Chi cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu là đổi lại những người khác, hắn đoán chừng đã sớm nổi giận,
đây không phải đang đùa người sao? Ta có thể khôi phục hắn tu vi, nhưng cũng không đại biểu ta có thể chữa cho tốt hắn bệnh, ta xác thực bất lực. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, sau đó đem Diệp Khuynh Thành vấn đề cùng mấy người nói một lần. Vừa mới Tiêu Phàm dò xét Diệp Khuynh Thành thân thể lúc, không chỉ có tách ra trong cơ thể hắn một sợi lực lượng hủy diệt, còn thử nghiệm chữa trị linh hồn hắn cùng thần lực hải. Có được bạch sắc thạch đầu lực lượng, Tiêu Phàm thế nhưng là đầy cõi lòng tự tin, nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, bạch sắc thạch đầu năng lượng, vậy mà chữa trị không Diệp Khuynh Thành thần lực hải. Không, nói cho đúng, là Diệp Khuynh Thành trong huyết mạch, có một loại lực lượng đem bạch sắc thạch đầu năng lượng cho bài xích ra ngoài. Phải biết, Tiêu Phàm đã không biết bao nhiêu lần thử qua bạch sắc thạch đầu lực lượng, cơ hồ không có một lần thất bại, cái này còn là lần đầu tiên, cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải từ bỏ. Trong lòng của hắn cũng càng hiếu kỳ hơn, Diệp gia huyết mạch, đến cùng có gì địa phương đặc thù. Tiêu huynh, người thật có biện pháp khôi phục ta tu vi. Diệp Khuynh Thành cũng không để bụng bản thân huyết mạch đồng dạng, trong mắt lóe lên ánh sáng. Có thể, bất quá, chỉ có thể cam đoan ngươi có được thời gian nửa năm, hơn nữa, tối đa chỉ có thể ra tay toàn lực hai lần về sau, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này tự tin hắn vẫn là có. Cho dù không tá trợ bạch sắc thạch đầu lực lượng, hắn cũng có thực lực này. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, mặt khác, nửa năm sau, nếu là không cách nào giải quyết ngươi huyết mạch vấn đề. Ngươi cũng đồng dạng sống không được. Thời gian nửa năm, xuất thủ hai lần, đã đủ. Diệp Khuynh Thành ánh mắt sáng quắc nói. Tiêu điện chủ, Diệp Thệ Chi đột nhiên đứng dậy, phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, vội vàng vọt đến một bên, khổ sở nói, Diệp tiền bối, Tiêu mỗ nếu là có năng lực, nhất định toàn lực mà làm. Cha, Diệp Khuynh Thành hai mắt đỏ bừng, phụ thân hắn làm người hắn lại biết rõ rành rành. Đời này chưa bao giờ quỳ xuống qua, hôm nay vì hắn, vậy mà quỳ xuống. Tiêu điện chủ, người nếu không đáp ứng ta thỉnh cầu, Diệp mỗ quỳ hoài không dậy. Diệp Thệ Chi khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm. Diệp tiền bối, người tội gì khổ như thế chứ? Tiêu Phàm thở dài, nói, người nói trước đi nói cái gì sự tình a? Diệp Thệ Chi cử động, Tiêu Phàm mặc dù có chút khó chịu, này rõ ràng là buộc hắn làm một chút vượt qua trong phạm vi năng lực sự tình. Nhưng là, hắn cũng có thể thể nghiệm làm cha tự ái, cho nên cũng không cự tuyệt. Ta nghĩ mời Tiêu điện chủ, thay Khuynh Thành tranh đoạt Diệp gia tiên tổ truyền thừa. Diệp Thệ Chi trịnh trọng nói ra. Lời này vừa nói ra, Diệp Khuynh Thành trong mắt cũng hiện lên một sợi tinh quang, cắn răng nói, Tiêu huynh, ta Diệp Khuynh Thành chưa bao giờ cầu qua người khác, một lần này, coi như ta cầu ngươi. Nói xong, Diệp Khuynh Thành cũng phù phù một tiếng quỳ xuống. Tiêu Phàm. Mời người trợ giúp Khuynh Thành, Lý Thanh Trúc đột nhiên cũng đi đến Diệp Khuynh Thành bên người quỳ xuống. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, một màn này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, bất quá hắn cũng biết, Diệp Khuynh Thành bọn họ mạch này đã gần như tuyệt vọng. Bây giờ thấy được duy nhất hy vọng, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm, này Diệp gia tiên tổ truyền thừa ta cũng có hiểu biết, Phàm là tranh đoạt người thừa kế, có thể mời một cái ngoại viện, tiến vào Diệp gia tiên tổ mộ. Tranh đoạt tiên tổ truyền thừa. Thần vô tâm trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Không phải dựa vào huyết mạch mới có thể thu được tiên tổ truyền thừa tán thành sao? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Huyết mạch là một cái phương diện, nhưng nếu như không có đầy đủ thực lực, thiên phú cường đại, thì có ích lợi gì? Hơn nữa, ta nghe nói Diệp gia truyền thừa tranh đoạt giả nhờ người ngoài, cũng là có một ít môn đạo. Thần vô tâm lại nói. Môn đạo gì? Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ. Mệnh cứng, thần vô tâm trịnh trọng phun ra hai chữ. Mệnh cứng, Tiêu Phàm kinh ngạc, chính là mệnh cứng người, muốn chết cũng rất khó, hơn nữa mệnh cách càng mạnh, khí vận càng mạnh, từ khía cạnh cũng có thể phản ứng Diệp gia người khí vận. Thần vô tâm giải thích nói, tuy nhiên huyết mạch chiếm rất lớn bộ phận, nhưng mệnh cứng mới là vị thứ nhất, đây cũng là Diệp gia tiên tổ định ra khiến cho Diệp gia vạn cổ bất diệt quy củ. Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên, này Diệp gia, thật đúng là quỷ dị. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm thở sâu, nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói tốt, ta đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng. Tiêu Phàm nhìn xem quỳ trên mặt đất Diệp Khuynh Thành ba người nói,
đây cũng là hắn làm ra một cái trọng yếu hứa hẹn. Tạ Tiêu điện chủ, Diệp Thệ Chi trên mặt vui vẻ, thậm chí kích động trong mắt đều lấp lóe lấy giọt nước mắt. Tạ ơn Tiêu huynh, Diệp Khuynh Thành cũng từ đáy lòng nói cảm tạ, ngay sau đó nhu tình nhìn Lý Thanh Trúc một cái. Thi Vũ, thần vô tâm, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta trước cho Diệp huynh chữa thương. Tiêu Phàm vỗ vỗ Diệp Thi Vũ tay nhỏ nói, cho đi nàng một cái yên tâm ánh mắt. Ta cũng đi ra ngoài trước. Lý Thanh Trúc nhìn thấy Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm hai người ra khỏi phòng, cũng liền bận bịu đi ra ngoài. Sau một lát, trong phòng liền chỉ còn lại có Tiêu Phàm, Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thệ Chi. Diệp tiền bối, làm phiền ngươi cũng đi ra ngoài trước. Tiêu Phàm không biết Diệp Thệ Chi lưu lại là ý gì, nhưng hắn xem bệnh trị người, không thích người thứ ba ở một bên. Tiêu huynh, là ta để cha lưu lại. Diệp Khuynh Thành đột nhiên cười cười. Lần nữa quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm. Diệp huynh, người đây là ý gì? Nếu như còn tiếp tục như vậy, Tiêu Mỗ xoay người rời đi. Tiêu Phàm nhíu mày một cái nói, ấn tượng của hắn bên trong Diệp Khuynh Thành, cũng không phải đồ hèn nhát a. Làm sao hôm nay, một mà tiếp quỳ ở trước mặt mình đâu? Diệp Khuynh Thành, bái kiến điện chủ, mong rằng điện chủ cho phép ta gia nhập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 142.